trước khi làm cái lễ mình phải hướng dẫn rồi. Thì thôi bây giờ Pháp Hòa nói sơ, cái mùa lễ này mang cái ý nghĩa thứ nhất là ngày tự tứ của chư tăng. Cái ý nghĩa thứ hai là ngày Vu Lan báo hiếu. Chữ Vu Lan, chữ Vu Lan là mình nói tắt, nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Phiên âm từ tiếng Phạn là Ulambana. Ulambana là tiếng Phạn, mình phiên âm là Vu Lan Bồn. Thì cái chữ Bồn này á, nó chỉ có nghĩa là nó chỉ là cái chữ phiên âm trong chữ tiếng Phạn, chứ nó không hề có cái nghĩa Bồn là chậu là thao. Có nhiều vị nói ngày hôm nay cúng chay tăng cho chư tăng á, là phải mang để đồ trong cái thao, trong cái chậu á, nó mới đúng cái nghĩa là Vu Lan Bồn. Và cái thứ hai nữa là bà Thanh Đề á, đọa địa ngục á, ôm cái bồn, ôm cái chậu máu trên đầu á, cho nên lễ này được gọi là Vu Lan Bồn. Giải như vậy là không có đúng, bởi vì nó là chữ phiên âm chứ nó không hề là nghĩa, cho nên không thể hiểu nghĩa kiểu đó được. Mà chúng ta ráp hai chữ Vu Lan là tiếng Phạn, nghĩa là gì? Nghĩa là cứu những người đang khổ đau, cứu những người đang trong cái cảnh khổ. Mà cái cảnh khổ không có cái khổ nào bằng cái khổ như người đang bị treo ngược. Cho nên mình mới ráp thêm hai chữ tiếng Hán nữa là báo hiếu. Chữ Vu Lan là tiếng Phạn, chữ báo hiếu là tiếng của mình, tiếng Trung Hoa. Cái chỗ này chúng ta gọi là Phạn Hán ráp lại. Tại sao gọi là báo hiếu? Bởi vì ngày hôm nay là ngày để chúng ta tưởng nhớ những cái ơn đức trong đời này để chúng ta báo đáp. Mà cái ơn đức sâu nhất, nặng nhất, khó có từ ngữ diễn tả nhất, đó là ơn của cha mẹ. Bên cạnh đó còn có ơn của thầy tổ, ơn của mọi loài chúng sanh, ơn quốc gia, ơn của tất cả bằng hữu bà con của mình. Cho nên mình báo hiếu. Rồi bây giờ mình báo hiếu bằng cách nào? Đối với người sống thì chúng ta tự nhắc nhở mình, người này còn đang hiện hữu, chúng ta cần phải tri ơn và làm tất cả những gì có thể để làm cho họ vui. Như cái lời thơ đó, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Đó là một cái câu để nhắc nhở, để chúng ta nhớ rằng cha mẹ hiện còn là Phật tại thế. Mình lấy biểu tượng làm cha mẹ, nhưng chúng ta cũng không quên ngoài ơn cha mẹ còn rất nhiều những ơn nghĩa khác. Cho nên chúng ta cần phải báo hiếu, cần phải báo đáp. Như vậy đối với người sống thì chúng ta báo bằng cách đó. Bây giờ đối với người mất thì chúng ta báo làm sao? Bằng sự cầu nguyện, bằng sự cúng tế. Thật sự mình cúng, họ nương nhờ thần lực họ về họ hưởng hay không, với con mắt của chúng ta không có thấy. Bởi vì sao? Cái gì sau lưng mình là mình hết thấy rồi. Chứ đừng nói là có nhiều khi trước mặt mà xa chút là mình đã không thấy rồi. Vậy thì có những cái chúng ta không thấy thì không có nghĩa là không có, mà tại chúng ta không thấy mà thôi. Có những cái nó có, đâu phải là chúng ta nó không có, mà bởi vì chúng ta không biết. Mà cuộc đời này chúng ta có biết thì biết được bao nhiêu? Quá hạn hẹp, phải không? Cho nên Đức Phật ấy, lấy cái móng tay Phật vào miếng đất, Phật hỏi chúng ta, đất ở trong móng tay của ta nhiều hay đất ở trong đại địa này nhiều? Các thầy đáp, đất trên đại địa nhiều hơn so với đất trong móng tay của Thế Tôn. Đức Phật nói, những gì mà tôi nói, tôi biết, tôi nói cho quý vị, tôi biết là như đại địa. Hay là nói cách khác là những gì ở thế gian này nó rộng như đại địa, còn cái mà chúng ta biết như là đất ở trong móng tay. Hay nói cách khác, Đức Phật nắm một tấm lá lên, Đức Phật nói, những gì mà tôi biết nhiều như lá trong rừng, những gì mà tôi cần nói với quý vị như lá trong nắm tay. Bởi vì Phật chỉ nói trong cái xung quanh cái vấn đề của chúng sanh mình. Ví dụ như con người của chúng ta sống là gì? Tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham sắc, tham danh. Thì Phật nói vòng vòng những cái tham bình thường đó. Còn những cái nó xa vời hơn nữa
mà chúng ta không mới tới thì Phật hỏi nó. Như vậy báo đáp hiếu là chúng ta hiếu cho người sống và cũng hiếu cho Đức Phật. Mà nếu mà người sống mà họ giảm được cái khổ đau thì họ chết và cũng được bình an. Cho nên chúng ta thường gọi là âm siêu dương thân. Ngày hôm qua giờ hay là từ hôm thứ sáu đến nay ở chùa Thanh Nguyên có tổ chức trai đàn bạc độ. Bạc độ là gì? Giải oan là gì? Chữ bạc á nghĩa là mình nhổ cho sạch đúng cái gốc đó lên. Ví dụ quý vị tụng cái bài chú gì Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Điện Dạ Tha, quý vị thường gọi bài chú đó tên gì nè? Chú vãng sanh, phải không? Nhưng mà cái bài chú đó quý vị gọi là chú vãng sanh là quý vị gọi tắt. Còn cái bài chú đó nếu cho gọi cho đủ cái tên á là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, là bài thần chú đó có khả năng nhổ trừ, gọi là bạc. Bạc là nhổ lên tất cả những nghiệp chướng căn bản. Để làm gì? Để sanh về tịnh độ. Đà Ra Ni là một bài thần chú tụng để nhổ sạch cội gốc cái khổ đau. Như vậy thì trai đàn là một cái đàn tràng, giống như quý vị thấy set up trên chánh điện vậy đó, có Phật này Bồ Tát kia xung quanh, đó là một cái đàn tràng. Đàn tràng này cũng toàn là những thức ăn thanh tịnh, trai từ tâm cho đến phẩm, cho đến gọi là trai đàn. Cái vị cúng, cái vị thầy cả lên cúng phải thanh tịnh, sáu thầy ngồi làm kinh sư phải thanh tịnh, đàn tràng đó phải thanh tịnh, người cúng phải thanh tịnh, thí chủ hoặc tham dự đàn đó phải thanh tịnh. Thanh tịnh, thực phẩm đem lên cúng tất cả là bằng những thức ăn chay là thanh tịnh, gọi là chay đàn. Rồi chay đàn này làm gì? Để giải oan, giải những cái oan ức của những người trên cõi đời này. Mà người ta sống có nhiều khi hiện tại đây nè, sống sờ sờ đây nè mà có những nỗi oan không biết nói cùng, có niềm, những niềm đau nỗi khổ nói không cùng không tận. Bởi vì ai hiểu mình mà nói, ai chịu nghe mình mà nói. Mình mới vừa mở miệng lên nó tính đi nó hoài à. Mình mới vừa muốn nói câu chuyện gì đó nữa, nhà đang yên ổn hơi nữa hết nói. Lúc người đó đang giận mình không dám nói, tại vì nói người đó giận thêm. Thế là mình chờ người đó nguội mình mới nói. Tới hồi người đó nguội lắng mình bắt đầu mình đem câu chuyện đó ra cái mặt ngang, không cho nói. Nó nhà đang yên ổn muốn có chuyện hoài, rồi rốt cuộc mình không nói được. Rồi cuối cùng cả cuộc đời này bao nhiêu niềm đau nỗi khổ mình ôm ở trong lòng, ai giải cho mình đây? Chỉ cần nghe những bản nhạc thôi. Nghe những bản nhạc nào mà thấu cái tâm trạng của mình, chứ ngồi khóc. Ngồi khóc phải sao khóc vậy? Hay quá. Dạ hay sao? Vừa hay thì sao biết không? Tại vì nó quấn ngay cái chỗ đau của mình, đau hoàng hoại kêu hay. Rồi mình uống mình ở trong cái mệt, trong cái gối, trong cái giường để đau khổ. Cuối cùng một ngày nào đó trời thì mưa, lác đác chẳng thì nó buồn hiu, nhà thì nó vắng tanh, lòng nó lạnh ngắt, chịu không nổi chết. Cũng giống như cái cô mà thiếu phụ nam xương, chồng đi lính về mà ôm con, nói con ơi lại đây với bố. Đứa nhỏ nó xô ra nó nói ông không phải là ba tôi, ba tôi chỉ về ban đêm thôi. Trời đất ơi, nói như vậy là tiêu rồi. Thế là người chồng nghi vợ và không có bao giờ hỏi vợ lý do gì, chỉ nghi thôi. Rồi lạnh nhạt với vợ. Cô này cũng có cái tự ái của mình, mình nghĩ chồng đi lính, mình thủ phận, không về nhà, không biết cảm ơn, không biết trân trọng cái thủ phận của mình mà còn đối xử với mình như vậy. Bây giờ không có gì để nói nữa hết, chỉ có cách nhảy xuống sông tự vẫn chết. Khi mà cô tự vật cô chết rồi thì lúc đó còn hai cha con thôi. Ban đêm bên cạnh bàn thờ đèn dầu leo lét, ông ôm đứa nhỏ
thì cái bóng của ông nó dội đến tường. Lúc đó đứa nhỏ nó mới chỉ vô tường, nó nói: ông ơi, bố con về rồi đây nè, bố con nè, đêm nào bố con cũng ngồi đây và mẹ con nói chuyện với bố con. Chừng đó ông mới biết vợ của mình đã ví mình với vợ như hình với bóng, tối nào cũng ngồi nhìn vô cái bóng của chính mình, tưởng như là chồng mình, để nói những lời than thở tâm tình. Ăn năn thì sự đã rồi, minh minh để khổ luân hồi cực hạn. Vì vậy người ta thấy cái nỗi oan của cô thiếu phụ ở làng Nam Xương mới lập cái miếu thờ cô. Và sau này mình mới có bài thơ: nghi ngút đầu gần tỏ khói xuân, miếu ai như miếu vợ chàng trương, ngọn đèn dầu tắt từng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. Chính quả có hai vần nhật nguyệt, nghĩa là sao? Nỗi oan này chỉ có trời đất biết thôi. Nhật nguyệt tượng trưng cho trời đó, tượng trưng cho nghĩa là chúng ta thường nhiều khi oan quá đó là sao? Thôi trời đất biết cho tôi, tự tâm tôi biết cho tôi. Chính quả có hai vần nhật nguyệt, giải oan chi muộn đến đàn tràng. Cho nên muốn giải oan phải có một cái đàn tràng giải oan. Qua đây có biết nguồn cơ cái, khéo trách chàng trương khá phụ phàng. Đó là một cái bài thơ để người ta nói lên cái nỗi oan của thiếu phụ năm xưa. Và cụ Nguyễn Du cũng có những cái lời như thế ở trong cái tác phẩm gọi là Văn Thập Loại Chúng Sinh. Nước tịnh bình sái hạt dương chi, tức là ngài cụ Nguyễn Du cũng muốn tất cả, mời tất cả các loại vô hồn. Quý vị có thấy nhiều khi mình sống trong cuộc đời này sống sờ sờ mà không có bạn, không có người hiểu mình, cô đơn không? À, cô đơn lắm. Mà cô đơn như vậy gọi là vô hồn đó. Những tâm hồn vô hoặc, không người hiểu mình, không có ai hiểu thấu mình. Mà nếu người ta có, nhiều khi người ta hiểu nhưng mà người ta muốn phủ nhận. Tại sao ta chịu trách nhiệm? Ta nghe mình rồi ta phải làm sao? Ví dụ như ta biết mình cần ké xe đó, ta nói chị lát chị có đi đâu không? Ta biết rồi đó, sắp sửa câu ké cho em quá gian. Dạ em mệt lắm, em đi ngược. Nhiều khi mình đoán được người đó cần gì, mình không có lòng. Và không có lòng thì mình làm gì? Từ chối thay vì mình từ nguyên. Thay vì mình từ nguyên mình giúp, nhưng mà mình hiểu người đó. Nếu mình hiểu người đó thì lòng từ nguyên mình phát. Nhưng mà có đôi khi tâm lành mình chưa đủ, mình hiểu quá người đó cần gì cho nên mình từ chối thay vì mình từ nguyên. Phải không? Mà người đó bị từ chối nhiều lần thì đôi khi người đó buồn quá, người đó tự vận. Tự vận ở đây có đôi lúc không phải nhảy sông nhảy lầu mà chết, mà người đó tự giam mình vô một cái chỗ tối, xa lắm tất cả mọi người, không còn muốn gặp ai, không muốn nói chuyện về với ai. Và nó trở thành ra một cái gì? Một cái bệnh trầm cảm. Một cái bệnh mà hiện nay đây thế giới xã hội này nhiều người bệnh lắm. Mà thưa đại chúng, càng uống thuốc trầm cảm thì càng không. Cho nên người Phật tử, nếu ba ngày nay quý vị là những người đã đến đây tham dự cái trai đàn bạc độ giải oan, nãy giờ Pháp Hòa nói oan không, cái oan cần đến giải cũng như oán cần đến giải. Tại sao? Bởi vì oán mà không có giải thì nội kết nó còn, oán mà không mở thì oán nó chồng chất. Vì vậy mà chúng ta không bao giờ giải được. Ở đây có ai tụng kinh Nhật Sư chưa? Nhớ cái bài hàng năm quý vị tụng, mình tụng không? Giải kết, giải kết, giải oán. Tại sao nói tới ba câu giải kết, giải kết, giải oán kết? Mà kết là gì mà phải giải? Kết nghĩa là khổ, giải nghĩa là mở. Hàng ngày chúng ta sống ở đời, mình nghiệm lại có mình giải nhiều hơn mình kết nhiều. Hình như mình kết nhiều hơn giải. Mà nếu có giải khác. Mà mình á, kết thù, kết oán thay vì kết bạn, kết tình. Mà nếu chúng ta không có chánh niệm thì mình kết thù, kết oán. Kết thù, kết oán ở đâu? Bằng lời nói, bằng hành động.
Có nhiều khi ta có chồng ghẹo như mình đâu, nhưng mà tại tôi nghe ta nói cho nên tôi ghét. Và tại sao ghét? Nó học động gì đó thôi. Tại tôi nghe nó tôi ghét. Kỳ cục không? Mà mình kỳ cục mà mình không thấy. Mà mình tự kết quan kết trái. Trái là gì đúng không? Trái là nợ. Chữ trái nghĩa là nợ. Mình có rất nhiều những quan trái, nghĩa là những món nợ kỳ cục. Có nhiều khi ghét cùng ghét kém. Ghét cùng ghét kém cũng có. Mà thậm chí mình ghét người nào mình muốn người khác ghét thêm. Cho nên mình là ghét người đó, mà thấy người kia nói chuyện với người đó mà thật ưa. Mà Phật tử là không có tinh thần đó. Nếu mà còn tinh thần đó là chưa có thể giải thoát. Mà mình đang giải kết những cái nội kết. Chùa và chùa chung ai cũng có quyền đi hết. Phật tử được đi chùa này, được đi chùa nọ, thầy nào tới giảng mình đi nghe giảng, mình đi nghe pháp chứ mình có đâu có đi làm cái gì sai. Cho nên tại sao mình phải phân ranh giới? Mà phân ranh giới chưa đủ khả năng, chưa đủ thanh tịnh để đến cái đàn tràng giải oan bác độ. Độ là gì? Là vượt qua, nhổ sạch những cái nghiệp khổ để đưa người đó qua chỗ ăn, gọi là bạc độ. Ví dụ như hôm nay á, mình có nội kết với một người nào đó, nhờ mình đi cái đàn tràng mình hiểu. Bây giờ mình kêu người đó, chị, 2 tháng nay tôi nội kết với chị. Anh, 3 năm nay tôi nội kết với anh. Lý do nào mình nội kết? Nói ra giải tỏa. Mà mình giải tỏa được rồi á, nhẹ không? Nhẹ lắm. Nhẹ lắm. Ở đây ai tụng kinh Địa Tạng rồi nè, quý vị có nhớ một câu trong Phật thứ 7 không? Những kẻ đó như mang đá nặng đi trong cuộc càng lún lút sâu. Ai nhớ không? Chữ đá đó là gì? Đó là nghiệp của mình. Chữ cuộc là gì? Là ác đạo, là địa ngục, là ngã quỷ, là súc sanh, là đau khổ. Bây giờ hỏi thử trong người của chúng ta, ai chưa từng mang đá không? Hình như ai cũng có hết, mà không quá là nặng hay nhẹ. Mà khiêng lâu hay khiêng nào, tỉnh giác thì bỏ xuống sớm. Mà quý vị nhớ là hễ mình càng mang á, càng đi xa thì nó càng nhị, càng mở, càng nặng. Mà mình nhận ra đá nặng mình bỏ nó xuống nhẹ liền. Đi trong bùn lỡ có lún cũng không đến nổi. Còn bùn đã lún mà mang cục đá thì nó lún sâu hơn. Cũng như thế, chúng ta sống trong đời vốn đã khổ, mà chúng ta giận người này trách người kia lại càng khổ. Ví dụ như thân bệnh đã khổ rồi mà có cái tật hay giận, ta mang thuốc để chút cái buồn giận không muốn. Mình được mình bệnh mà người ta chăm sóc mình mà ta lỡ nấu cơm nên thuốc để chút mà giận thì đắp bồ khổ. Thân bệnh đã khổ, nhịn ăn vì giận đói thì khổ. Vậy thì khi mình đã bệnh là khổ rồi mà giận người ta mang thuốc để mang thức ăn để mà mình giận nữa, ai lỗ? Mình lỗ. Như vậy có phải lún sâu hơn trong cuộc không? Nghiệp lực của mình, cục đá mình mang là bệnh, rồi cho cái tánh thích sống giận hờn quay là đi trong cung chứ gì nữa. Như vậy thì phẩm kinh thứ 7 trong kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng nói trong cái phẩm thứ 7 khởi đầu ngài nói, nghĩa là phàm phu chúng sanh khởi tâm động niệm không có cái nào là không lỗi. Như vậy quý vị thấy một chút gì mình khởi ra nhiều khi nó lợi cho mình mà hại người là ví dụ á, mình ngồi ngồi cái mình lựa cái đi vòng vòng cái mình thấy mình chỗ nào mà tốt chen cho mình ngồi, thậm chí người ta để cái chỗ đó rồi cái mình cũng nhắc lên giờ chỗ để mình được ngồi, không có gì sai. Nhưng mà chỉ chút đó thôi là mình thấy chúng sanh mình là thường sống bằng cái lợi, mình đem cái lợi về mình. Như vậy thì bây giờ bạc độ là gì nè? Bạc là nhổ, độ là cho qua, nhổ những cái khổ của người, đưa người qua cái cuộc bạc độ. Giải là mở,
oan là những cái mà người ta không thể nói lên, mà người ta không thể nói lên mà lâu ngày mình thấy người ta im mình cứ chăm, mình thấy người ta im mình cứ nói, mình tưởng đâu là ta sai, thiệt sự ta đang nhịn. Mà người ta nhịn mình một lúc nào người ta không chịu nổi, người ta đông ra người ta oán hận mình cho tới chết, thì bắt đầu từ oan nó sanh oán. Từ oan nó sanh oán. Oan là một câu chuyện bị người ta hiểu lầm. Oán là một cái tâm mà người ta cho trên người. Cho nên mình sống ở đời, nếu mình giải được cái oan, giải được cái kết, thì đó là cái phước của mình. Mà ngày hôm qua mình nói tại trường chân không, cái phước đó là phước gì? Cái phước đó gọi là bình đẳng phước. Cái phước đó gọi là bố thí. Mình tha lỗi cho người ta cũng có phước. Tại sao có phước? Trước hết là mình hồi nhẹ một tá rồi, không có còn gì để phước bằng nữa. Phước không? Phước. Bây giờ ăn thì ngon, ngủ ngon. Còn hồi xưa giờ ăn không ngon, ngủ không yên. Thì mình thấy là tại sao? Vì mình chấp trước một công việc, một cái vấn đề nào đó. Cho nên cái lễ này á, nếu mà mình giải được cái oan cho ai, đó là mình báo hiếu. Mình giải được cái nỗi chết với ai, đó là mình báo hiếu. Mình cứu người ta hết khổ, gọi là buôn lan báo hiếu chứ gì đâu. Như vậy thì cái lễ này không còn là một cái lễ bình thường. Chúng ta chỉ đi chùa, giữ lễ, tụng kinh, cài hoa hồng, ăn cơm chay, nghe văn nghệ để chúng ta về. Mà cái nội dung của cái lễ này là chúng ta phải làm sao giải được cái khổ trong lòng mình đối với ai đó, để cho mình với người tha thứ cho nhau, thì sao tâm mình thư thả, thông thái, thông dong. Còn mình ôm chặt thì mình nặng nề. Và quý vị cứ nhớ cái hình ảnh trong cái câu kinh Địa Tạng Phật như vậy. Những người như vậy là mang đám nặng đi ở trong cùng nặng. Chữ thạch nó có hai nghĩa. Cái vật nặng gọi là thạch, một cái khối lượng to gọi là thạch. Cho nên á, cái gì mà nó nặng, nó có cái trọng lượng to lớn, đều là thạch. Thế thì hôm nay giải oan cũng phải cần. Mình cần giải oan, người cũng cần giải oan. Mình cần được độ, người cần được độ. Mình cần được nhổ tất cả những cái cội gốc khổ đau. Mà cội gốc căn bản là gì? Ai nhớ không? Nhà Phật hay nói ngoài, đi chùa để tu rồi. Mình cứ nói ngoài ba thứ thôi. Tham sân si. Thật sự ra thưa đại chúng, cái phiền não của chúng sanh mình đó, 10 thứ là không phải 3 thôi. Nhưng mà gom gọn còn 3 thôi. Tham sân si. Mà si là cái cội gốc. Tại vì si là gì? Khi mình không thấy lẽ thật, mình không thấy được cái thật tướng, chân thật của nó đều là si. Có một ví dụ như bây giờ mình nhìn cái hoa này, mình nhìn nó mình biết đây là hoa hồng màu trắng còn đang tươi. Đó là mình dư thật cái tướng của nó. Bây giờ mình quán sâu chút, tuy gọi là hoa tươi, nhưng bản chất của hoa tươi này là héo, hư, gọi là rụng rã ra, thấy được cái bản chất của nó. Cho nên khi nó tươi thì enjoy, cắm, chân. Khi nó rã, hốt dục. Khi nó rã ra, nó từng cánh, nó dơ, nó hư, làm rã, hốt dục, làm mà không khổ. Bởi vì thấy được bản chất của nó. Mà người thấy được bản chất của tất cả mọi hiện tượng, từ vật chất con người đến vũ trụ xung quanh, thì người đó hết khổ. Mà người đó hết khổ thì người đó có khả năng cứu khổ cho người. Cho nên á, ngài Địa Tạng, Địa Tạng là cái tâm của mình, cái tâm lượng của mình. Nếu tâm lượng mình sáng như viên minh châu thì mình có thể đi vào địa ngục. Nếu tâm lượng mình kiên cố như cây tích trượng, mình mới có đủ khả năng vào địa ngục. Cho nên người muốn cứu khổ cho người khác các phải có hai bảo vật. Một là tích trượng, hai là minh châu. Tích trượng là ý chí, minh châu là trí sáng. Có ý chí là một việc, mà phải có trí tuệ để làm sao cứu người đó. Muốn cứu họ mà không biết cách cứu, nhiều khi chưa cứu họ xong là mình cũng sao,
cũng đi luôn rồi. Cho nên hôm nay là cái ngày chúng ta giải những cái oan kiêng ở trong lòng, mà mình giải được cho người thì mình giúp cho người hết khổ, mà người hết khổ thì người ta sống được an vui. Sống được an vui thì nhà Phật gọi là vương thân. Mà quý vị thấy không, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, anh em chị em mà hòa thuận với nhau, một năm thế nào cũng gặp nhau cái ngày giỗ, mà anh em đề huề hòa thuận với nhau, gặp nhau trong ngày giỗ cúng như vậy đó, cha mẹ có vui không? Vui lắm. Dù một chút trà, dù là một dĩa bánh, nhưng mà cha mẹ nhìn xuống thấy đàn cháu con hòa thuận. Nhưng mà nếu như trường hợp mà nhà nào lấy cúng mà làm mình biết, nếu mà giận nhau rồi là không muốn nhìn nhau, không muốn thấy nhau, mà thậm chí dỗ của ba mà năm anh em mà mời có hai cặp, còn ba cặp kia đến, ba cặp kia tự cúng với nhau, còn hai tôi với người này bận rồi, nhiêu đó thôi là mình thấy cúng như vậy người sư người âm sao siêu cho nó, bởi vì mình cúng bằng tâm niệm giận ghét. Thậm chí mà đang cúng người anh, người chị, người em nào trong gia đình của mình bước vô, mình gặp họ, mình bước bội lên rồi xá xá thì nhanh cắm vô lẹ vô phòng tập, không nói năng gì hết, rồi lạnh lùng với nhau thì dương không thới, âm không siêu. Như vậy thì chúng ta có cái tâm niệm chưa đủ. Mình có cái tâm niệm là muốn cái âm được siêu, dương được thới, thì cái ý niệm đó nó là một cái ý niệm rất là tốt. Cái ý niệm đó rất là tốt, nhưng mà chúng ta phải thể hiện cái ý niệm đó bằng cụ thể, bằng cái cách sống của mình. Không vào ví dụ này ha, cái chùa nào á mà có chúng ở đại chúng hoan hỷ vui vẻ thì cái chùa đó có người, mà chùa nào mà lấn cấn không có hòa thuận với nhau thì người này giận người kia hờn, ông đi chùa cái chùa nó lạnh. Mà cái chùa nó lạnh thì mình thường gọi là nhang thì tàn khói lạnh, mà nhang tàn khói lạnh chứ Phật cũng lạnh chứ đừng có tới bằng linh. Phật còn không có ăn thì lấy gì có linh để ăn. Cho quý vị thấy không, mình nói một cái ví dụ vậy thôi. Cha mẹ mà thuận thảo có bữa cơm đậm ấm với con cháu, mà hễ bữa nào mà cha mẹ mà gây gỗ là nhìn vô cái bàn ăn toàn là food to go. Tại vì mẹ đi rồi, mẹ giận mẹ đi rồi, cái ba buồn cũng có gì cái ba biết nấu, thậm chí ba làm biết nấu, cái ba ra ba kêu một hai món về ba để trên bàn, rồi buồn quá ba cũng chẳng ăn, ba nói nè đồ ăn sẵn rồi mấy đứa ra ăn đi. Tự nhiên mình nhìn cái nhà đó mình cũng thấy sao ăn gì nổi nữa, cho nên rồi cái nhà đó, cái khí trong nhà nó buồn, cho đó là âm không siêu rồi đó, phải không? Bởi vì dương không có thới, dương là những người còn sống. Cho nên á, mỗi lần tụng kinh á, mỗi ngày chúng ta đều tụng âm siêu dương thới, mà nghĩ rằng là mình nghĩ cõi âm là cõi đâu dưới đất á, nhưng mà không phải đâu. Khi mà ở tận ẩn tàng bên trong của chúng ta có được sự bình an thì tự nhiên nó toát ra được cái âm sáng. Quý vị để ý coi, nhà nào mà gia đình vui vẻ bước vô cái không khí nhà đó, cái dương á, cái khí dương nhà đó khác. Cho nên có nhiều khi mình đi vắng mình bỏ nhà trống hoài, cái nhà đó có gì có khí âm, cái mình vô mình nói nhà này sao thấy lạnh lạnh, nó lạnh là từ cái trái tim lạnh của mỗi người sống trong cái nhà đó, mà từ cái trái tim lạnh nó toát ra cái khí. Cái khí là cái lực. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nào mình đi đâu mình bước vô gặp một cái người mà sao họ lạnh lùng, họ không có nói chuyện với mình, không có niềm nở, không có chào đón, có gì mình nói sao, trời ơi nhìn người lạnh lùng quá, họ tỏ ra một cái khí lực, mình cảm nhận họ có welcome mình. Cho nên ở Hawaii có cái câu gì mà mỗi lần gặp nhau, I love you, I welcome you đó. Nói sao? Alo hà. Cho nên lát nữa mình phải học nói alo hà. I love you, I welcome you. Mà thường thường tiếng Mỹ, mình đi đâu mà được người ta welcome. Mà đôi khi người Mỹ họ còn nói thêm một câu nữa,
warmly welcome, tức là một sự chào đón rất là nồng ấm. Chào đón chưa đủ nữa, ta phải làm sao cho người ta cảm thấy được một sự nồng ấm. Cho nên tới khi mình tới nhà, ta phải hay thắp đèn cầy, và đèn cầy nó có cái mùi đó, không? Nó làm cho cái nhà tự nhiên thấy nó có cái gì nó ấm cúng. Người Mỹ ăn cơm là hay thắp đèn cầy, nhìn cho nó romantic. Mà mình hay nói là cái từ của mình là ấm. Mà cái tâm lý của chúng ta bước vô nhà nào mà có đèn sáng, tự nhiên mình thấy nhà nó có gì đó, nó sáng sủa. Nhà mà màn thì kéo xuống, đèn cũng chịu mở. Trời ơi, bước vô thấy nó âm u chịu không nổi. Cho nên để đi đâu thôi, về tới nhà mở cửa sổ lên hết, để cho nó thoáng vào. Rồi không khí trong nhà nó ngọt ngạt thì phải mở cửa sổ cho cái không khí nó vào. Thế thì có phải chúng ta luôn luôn chúng ta sống mà chúng ta muốn có cái dương khí nó tịnh không? Và cái dương khí nó tịnh là nó đuổi cái âm khí đi. Và âm khí này từ đâu? Từ những tâm hồn buồn tẻ quán chất giận hờn là cái luôn. Đừng có nói nha, hôm nào mà thầy cũng trẻo vui tới chùa thì nó khác. À, hôm nào thầy cũng trì thầy cũng vui vô nó cũng cảm thấy nó khác. Rồi bây giờ bữa nào mà nguyên cái ban nhà bếp vui cái vô thấy khác không? Vậy ăn cái gì em mới cho không? Mà bữa nào mà nguyên cái bếp mà vui cái thế thì nó chơi đi chợ. Như vậy thì quý vị thấy không? Âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu phù đồ. Cái âm, cõi âm và cõi dương, cái lý sống nó không có khác nhau. Cái câu nó vậy đó, âm dương vô nhị lý, cái lý lẽ sống ở trong cõi âm cõi dương nó không có khác, nhưng mà cõi sống và cõi chết nó có cái đường riêng. Bây giờ tôi gọi ví dụ nha, mình cõi sống á, muốn người ta ăn phải mời, phải không? Muốn người ta ăn phải mời, rồi bày lên bàn xong mời người ta tới ăn. Thì cái cõi âm nó cũng vậy, muốn mời người ta ăn phải cúng. Nhưng mà cái cúng mà để trên bàn thắp cây nhang đối diện với người đó, lâm râm giao tiếp tâm thức của mình với họ gọi là cúng. Nhưng mà người còn sống đâu cần, người còn sống thì chỉ cần đứng lên, dạ thưa quý cô quý bác, hôm nay nhà con có tiệc gì đó, con xin mời quý bác tới đây chung vui với gia đình con. Giờ này tiệc đã sẵn sàng, mời quý bác chung vui, không cần thắp nhang đứng trước mọi người. Hôm nay nhà con có đám cưới, con xin cúng mấy ông cho bà. Quý vị thấy không, cái lý là nó giống nhau nè, là mời ăn, nhưng mà cái cách á thì khác, phải vậy không? Người sống thì mình mời sao, người chết mời sao. Quý vị qua Hàn Quốc á, nếu như mình để mâm cơm mình mời người ta, nếu mình lật cái muỗng xuống nghĩa là mình cúng cho người chết, nếu mình lật cái muỗng lên nghĩa là mình mời người sống. Thì cái người mà người ta bước vô cái bữa cơm, người ta thấy mình để cái muỗng á, là ta hiểu là mời mình ăn hay để lát cúng. Âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu phù đồ. Cái lý là nó không khác khác, mà cái cách mỗi bên nó vẫn khác. Ví dụ như quý vị cho một cái đứa cháu của mình ly nước, nè uống đi con, nè uống cho phải không? Nhưng mà cho thầy ly nước khác à, để vô cái dĩa, dạ con thỉnh thầy xơi. Âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu phù đồ. Mình dâng một ly nước cho một người nhỏ hơn mình, và một gọi là cũng một cái cho với cái người nhỏ hơn và cho một người lớn hơn, cũng là cho ly nước, nhưng mà hai cách. Cho nên mình sống ở trong đời á, nếu chúng ta thấu tình đạt lý như vậy thì dương nào, người sống nào không thơ hới, cõi âm nào mà không thẳng hết để sử dụng. Cúng đâu có phải quăng cao cổ đầy nữa rồi ngay ngổ chia tiền. Cho nên là gia đình nào mà sắp có đám tang và gia đình đông có, bà hay nói trước, gia đình nên cử một ban tổ chức, giao cho ai chịu trách nhiệm tiền bạc. Bây giờ thí dụ bây giờ 10 anh em, mỗi người một vô 2.000 trước đi, rồi chịu một trách nhiệm một người thủ quỹ, chi bao nhiêu nghi sau cái đám tang của ba, thiếu bao nhiêu mỗi người hùng chút cho nó đủ, dư bao nhiêu chia đều ra. Thật sự ra
ngày xưa người ta quan niệm dưỡng nhi đãi lão, nuôi con chờ già, mà bây giờ á nói khác hơn là nuôi con chờ chết. Và khi mà mình chết rồi bắt đầu con mới lo đám tang, mà đôi khi vì một cái đám tang mà tiền hùng nhiều hùng ít với nhau cũng có vấn đề. Mà người dương đã sống vì cái gỗ, vì người mất thì người mất nhận cái đó sao chịu nổi. Thì bây giờ quý vị cứ để ý đi, gây gỗ với nhau để nấu bữa cơm cung, ở sau lưng không ai biết hết á, nhưng mà thiệt sự á, mình dương là đã chặt rồi nè, thì đem lên cúng toàn là đậu tố không gì, tại vì cúng bằng tham, còn sân, còn si không, bài lên cúng một món nào cũng ớt không, mặc dù nó là canh, nhưng mà ném vô nó có mùi canh, mặc dù nó đồ xào mà ăn vô như ớt xào. Trong cái âm thầm đó, nó chứa được cái độc tố của sân si của phiền. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta đạo Phật là đạo tỉnh thức giác ngộ. Mà có tỉnh thức giác ngộ thì chúng ta sẽ sống bằng tâm niệm tỉnh thức giác ngộ. Tỉnh thức giác ngộ từ hành động, từ lời nói, để làm cho người sống với mình có niềm vui với mình, và làm cho những người trong cái âm thầm có đôi khi á, họ vì nhỏ họ không nói ra được, họ vì cái quyền thế họ ít ỏi hơn mình họ không nói ra được. Cuộc sống này có nhiều khi á, vì người khác nhỏ hơn mình họ không nói ra được, họ đau khổ, họ uất ức với chính mình họ không nói ra. Họ là những cái người sống trong cái quan trái, trong cái ấp thầm họ không siêu đó. Cho nên là họ đi tới đâu rồi nhắc tới mình cho họ nói già thôi, không dám nhắc, không dám nói. Cho nên quý vị biết là nhiều khi sống ở trong đời mình phải biết có nhiều người họ nhỏ hơn mình, rồi họ vì nghĩ cái tình mình họ không dám nói. Cho nên trong đạo mỗi tháng họp chúng, rồi các thầy lớn cũng nói trong tháng qua nếu đại chúng thấy tôi có hành xử gì không có được dễ thương, đại chúng hãy nói cho tôi biết để tôi sửa. Thỉnh thoảng không bà nói với các chú đệ tử vậy, mấy đứa thấy thầy có gì không đúng, hoặc là thầy nói cái gì mấy đứa không có đúng thì mấy đứa nói cho thầy nghe. Có nhiều khi mình thấy nó làm nó mình la, mà mình đâu có biết là lý do nào mà nói như vậy. Giống như có một ngày nọ không bà dặn á, chú đó lên tụng kinh hướng dẫn chú, lên thấy chú đó không có mặt là Pháp Hòa bực bội rồi. Thì mình thấy là tại sao chú này không nghe lời mình, định nhắc cái con lên hỏi đang ở đâu để mà la một trận. Thì có một chú khác gõ cửa vô nói bạch thầy, sư huynh con phải bận chạy vô bệnh viện gấp vì có một người đang bệnh mà không có ai biết lái xe, con mình sư huynh biết lái xe. Tự nhiên mình gác cái con xuống rồi, còn gác sư con xuống mà tự nhiên mình nói đệ tử mình nó biết ứng xử ghê. Tại vì nếu mà nó nói không, thầy tôi dặn tôi phải đi lên tụng kinh, giờ nó sách vở lên, nó đem ý lên tụng kinh mà nó bỏ mặt người khác trong bệnh viện, thì cái bắt đầu mình trách nó là sao? Thiệt là không biết ứng xử. Như vậy quý vị thấy không? Nếu như mình cầm cái phone mình la lên, tại sao thế này thế kia mà không cho người đệ tử có cơ hội giải thích, thì quả thật mình là một người thầy phô đồ. Cũng giống như mà Đức Hồng Tử mà trách người đệ tử ăn mấy hộp cơm ở trong cái nồi này. Cho nên á, trong cuộc sống này còn rất nhiều những người người ta sống mình người ta còn bị hiểu lầm nhiều lắm. Và chúng ta là người có khả năng cho người ta được cơ hội, người ta bộc bạch cái niềm đau nỗi khổ của người ta cũng là một tình thức vô tri. Mà được như vậy là chúng ta là cái người vu lan, nghĩa là cứu khổ, và chúng ta làm cho họ được hạnh phúc và là bao yêu. Và chúng ta còn thực hiện được cái nghĩa thứ ba của cái mùa lễ này, đó là chúng ta giải oan cứu khổ, hay nói cách khác là chúng ta giải oan bạc độ. Trong cuộc sống này không người nào mà không cần được độ, mà nếu mình độ họ mà chưa nhổ sạch được cái gốc khổ thì chưa chắc họ đã hoàn toàn tách khổ. Cho nên lắng nghe người khác để họ có cơ hội trình bày cái khổ của họ thì đó cũng là một hạnh phúc của mình. Hạnh phúc là tại vì mình được nghe.
ngày hôm qua có một Phật tử đến gặp Pháp Hòa, nói thầy ơi, con pháp danh là Huyền Văn, vậy Huyền Văn là gì? Pháp Hòa mới nói á, văn là lắng nghe. Mà nếu mình có cái lỗ tai nghe cho thấu đáo á, thì lời nào cũng là lời màu nhiệm đó. Lời nào cũng là lời màu nhiệm. Ví dụ như ta mắng mình câu, cái câu nó cũng màu nhiệm lắm đó, đã giúp cho mình thấu được cái sự nhận đủ đó. Cho nên á, Ngài Huyền Giác á, Ngài có làm những cái bài kệ nói lên cái chỗ chứng đạo của Ngài. Thì trong đó có một câu: tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Mặc cho người phỉ bán, mặc cho người tốt xấu mình, gọi là tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Người làm như thế chẳng khác nào cầm cái đuốc đốt trời, đốt xong chứ tới trời được, nhưng mà những cái tàn tro đó ướt xuống cháy cái da của họ, tự bì tức là tự họ đốt da của họ. Còn tôi nghe họ nói không khác nào như tôi uống nước cam lộ, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu hóa một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng, bất tư nghị. Bất tư nghị là không thể suy diễn, không thể nghĩ bàn. Mà không thể suy diễn, không thể nghĩ bàn mà còn diễn là huyền diệu chứ gì nữa. Như vậy, nghe Phật Pháp cũng huyền diệu, nghe cái tiếng khổ của chúng sanh của huyền diệu, mà nghe cái lời chê trách của huyền diệu. Tại vì lời nào cũng đều là lời để cho chúng ta chuyển hóa mình. Người ta khen thì để cho mình tăng lên cái ý chí, tăng trưởng cái sự gọi là cái thiện tâm. Mà nếu mà người ta chê thì để cho mình có cơ hội quay lại mình sửa. Mà nếu mà người ta chửi, nghĩa là ta chưa thấu, thì cho có cơ hội để mình quán chiếu mình luân hồi. Như thế thì cái nào cũng có mà chúng ta không dính cái nào. Khen cũng không được dính, chê cũng không được dính, chửi cũng không được dính. Tại vì đó là cái pháp để tăng trưởng cái căn lành cho mình, để cho chúng ta tăng trưởng, chứ không phải là để cho chúng ta giúp mình. Đời sống này, dù người tu hay là người không tu, thể chúng ta còn là người ở đời, thì trước sau gì chúng ta có bị hiểu lầm, phải không? Mình bị hiểu lầm cũng có, mình hiểu lầm người khác cũng có. Nhưng mà ở đời mà đâu có bao giờ mình chịu dừng ngay chỗ đó đâu. Mình hiểu lầm người ta, mình đi nói để cho mình mong người khác cũng hiểu lầm giống như mình luôn. Cái khổ dây cắn đó, cái khổ đó đó, phải không? Cho nên đó, lỗi là có ba chỗ: một là mình tự làm lỗi, hai là mình xúi người ta làm lỗi, ba là mình thấy người ta làm lỗi mà mình vui theo. Tự mình hiểu lầm người ta, xúi biểu người khác hiểu lầm người ta, và thậm chí thấy người khác bị hiểu lầm, vui lắm, mừng lắm, và thậm chí biết sự thật mà không nói để cho người ta bị hiểu lầm. Thì trên cuộc đời này, thưa đại chúng, những oan hồn mà sống bị nhiều cái nỗi oan như vậy nhiều lắm. Rồi đây thể nào cũng có chứ không có đâu. Rồi bị hiểu lầm rồi, bị người ta cô lập rồi, thì mình cũng đều là những cô hồn khóc khổ như vậy nữa. Cho nên cái trai đàn mình giải oan phạt độ xong rồi, chiều nay có cái lễ cuối nha. Lễ chiều hôm nay gọi là chẳng tế. Chẳng tế là gì? Là cúng tế một cái đàn chẳng tế cho được no đủ. Hôm qua mới là giải oan thôi, mới có phạt độ thôi. Giống như nói vậy nè, quý vị bệnh nào, tôi đem vô đây tôi cho uống thuốc sổ độc hết, chiều nay tôi mới chữa bệnh. Chiều nay cho ăn là quý vị hết buồn, hết khổ rồi, quý vị vui vẻ rồi. Chiều nay tôi mời quý vị vô nhập định. Cũng giống như á, mình dẫn một cái người đó, mình mẩy nhơ nháy cũng đúng lắm. Vô đây tắm rửa, thay quần áo, trang điểm sạch sẽ lên, chiều nay ra dự định, phải không? Hai ngày nay là giải oan,
là độ, chiều nay là trần tế vô hồn. Hiểu chưa? Vậy thì trong cuộc sống này chúng ta là những người cần được cứu khổ, mà hãy cứu hết được khổ rồi thì chỉ cho chúng ta pháp tu được chúng ta muốn. Cũng giống như Phật vậy đó, Phật nói cho mình biết cái khổ, Phật đâu có dịch đó phải không? Phật chẳng tế cho mình bằng cách nào? Phương pháp hết khổ. Phật nói cho mình cái phương pháp hết khổ, và phương pháp hết khổ gọi là đạo đế, chỉ cho mình nguyên nhân của khổ gọi là tập đế, chỉ cho mình rõ ràng cái bệnh tật phiền não của mình gọi là khổ đế, rồi chỉ được cho mình cái chỗ vắng lặng khi mình hết bệnh là gì đó, diệt đế. Như vậy thì Đức Phật là người nói bệnh, nguyên nhân bệnh, sẽ hết bệnh và công thức tánh bệnh. Mình là Phật tử phải học bốn cái này để ứng dụng bốn cái này trong cuộc sống của chúng ta. Đừng tưởng con nít nó không bị oan nha. Con nít nhiều khi còn bị oan nhiều hơn người lớn. Tại sao? Vì mình nghĩ nó nhỏ, nó không được quyền nói. Mình chỉ là người lớn mà được quyền nói đó. Rồi đôi khi nó không có đủ khả năng, nó diễn đạt cái ý nghĩ của nó, thôi nó chấp nhận, nó chịu khổ luôn. Cho nên trong cái đàn tràng cứu khổ này, không phải chỉ vua chúa, quan dân, cung phi, mỹ tử, còn có những chúng sanh nhỏ nhất như là những đứa con nít mà cổ cúng tế cho nó. Cho nên vô hồn nhiều lắm. Mà khi đến cái trai đàn, có bà xin nhắc lại, người cúng tất cả chư tăng thiết lễ trai đàn phải tâm phải trai, nghĩa là tịnh. Người thí chủ tới cúng tâm phải tịnh. Đó là nói về cái nội dung. Nội dung là thân tâm của người cúng, còn hình thức là cách thức chúng ta bày lên cúng. Cũng như vậy, chúng ta muốn giải những cái khổ đau cho người thì chúng ta cũng phải tạo những hoàn cảnh để người ta cảm nhận được, người ta tiếp nhận, người ta đang được tiếp nhận sự giải oan cứu khổ. Cho quý vị thấy, mời khách tới nhà làm gì làm cũng phải làm cái gì đó để khách cảm nhận là mình có sự chào đón. Ví dụ làm gì? Quét nhà, lau nhà, trải giường, trải ra, trải mền, trải gối, chuẩn bị thức ăn, để người ta feel là mình có cái ready, mình có cái sự sắp xếp là mình chào đón người ta. Người ta tới nhà, chị để em nấu cơm nghe, dở ra, gạo hết, chị chờ em đi mua gạo, dở tủ lạnh hết đồ ăn. Rồi ta tới, tóc mền, tóc ra, trải. Trời ơi, ta ngại quá, trời ơi, tôi tới tôi làm ngại, tôi làm phiền quá. Mình làm cho ta ngại phải không? Bây giờ trước khi người ta tới, người ta làm đàn tràng đó. Chuẩn bị đó là đàn tràng chứ gì nữa. Cũng giống như mình chuẩn bị trong chánh điện đó. Chỗ này, chỗ kia chuẩn bị đó. Rồi khi mà người ta đến đây, người ta cảm nhận rằng mình bị thật thương người ta mà cứu khổ. Cho nên lúc đấy lòng từ bi bình đẳng. Quý vị nghe xong một thời kinh, tâm hồn mình vượt mọi khổ đau, dường thời khi mình chết đi rồi, xả bỏ được hết, không còn phiền não gì nữa, gọi là âm. Như vậy thì tụng một thời kinh, người sống mà nghe hạnh phúc hết khổ là dường thời. Người âm đâu đó họ nghe họ hết khổ, họ được siêu thăng, cũng gọi là âm siêu. Cái người nghe đó, mà người mất họ nghe, họ không phải nghe kiểu mình đâu, họ nghe mình tâm thức. Cho nên nhiều khi á, mình đâu có nói nên lời đâu, chỉ bằng hành động mà người ta cảm nhận, chỉ bằng hành động mà người ta cảm nhận. Cách đây mấy bữa có một cái cô á, cái cô giận cái cô bỏ đứa cháu, cô không thèm đi với đứa cháu cổ, tại vì cổ kêu mình không chịu chở, nên chần chừ cái cô giận cô đi bộ. Cái thì cổ có đứa cháu mà nó người Mỹ, cổ biểu nó chạy tới đón cô đó đi, thì bạn cháu nó đâu có biết nói gì đâu. Cái nó tới nó thiều thiều cổ, nó chỉ xe, cổ bước xe cô đi liền, nó đâu cần nói đâu, nhưng mà cổ cảm không? Cảm, tại vì cái ngôn ngữ của tình thương nó không phải thể hiện qua từ ngữ nữa, âm thanh nữa, mà nó thể hiện qua bằng cái tấm lòng. Ví dụ như hồi qua nó có một em Phật tử, nó tới nó xin chụp hình,
mà Phóng Hòa thì nó đông quá, cho nên mình mới theo cái lệ mình ấy, lẹ lên. Nhưng mà khi Phóng Hòa nhìn lại cái bước chân của em á, thì Phóng Hòa biết là em bị bệnh hay cái chân đi lẹ không có được. Chừng đó Phóng Hòa mới đi lẹ tới em. Phóng Hòa nói thầy xin lỗi. Rồi sau đó Phóng Hòa mới hỏi chứ con mấy tuổi, nó nói không được. Nó đưa hai số để mình hiểu nó, hai mươi hai. Như vậy quý vị thấy không? Không có hiểu thì làm sao có thương? Mình có thương mới có hiểu. Hiểu người khác khổ cách nào thì mình liền có phương pháp cứu khổ tới đó. Cho nên trong cái đại bi sám pháp có câu: nguyện Đức Quan Âm dùng ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho đệ tử chỉ trong một chút mà có thể cứu độ. Vì tại sao? Hiểu được thì chúng ta cứu khổ. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này có một câu hỏi: có kinh tụng cho người chết, vậy có kinh nào tụng cho người sống? Trên bàn ghi câu hỏi. Thưa đại chúng, kinh tụng cho người chết là quý vị A Di Rị Đô Bà Tỳ, nhưng mà đừng đợi tới chết mới tụng cái đó. Ngay khi người ta còn sống, hãy thể hiện cái tinh thần của bài thần chú đó, nhổ sạch cái gốc rễ khổ đau của người đó, để cho người đó sống được cuộc đời an lạc, là tụng kinh, là giáo hóa, là thuyết pháp. Hòa Thượng Khánh Anh đó, ngài có dịch cái câu, cái tựa của bài chú Vãng Sanh đó. Cái bài nguyên thủy là: bạn nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Thì tổ Khánh Anh của mình đó, ngài mới diễn đạt cái tựa của bài chú đó bằng bốn câu thơ như thế này: vãng sanh thần chú lời vàng, chơn ngôn quyết định bình an trong đời, cội gốc nghiệp chướng dứt rồi, đặng sanh khỏi tịnh chú thời tụng ca. Nam mô A Di Đà và dạ ra ra dạ ra điệp dạ tha. Tức là trước khi chúng ta tụng cái bài thần chú đó thì chúng ta tụng cái bài, cái tựa của bài chú là: bạn nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Mà tổ Khánh Anh đã diễn đạt cái lời tựa đó qua bốn câu thơ: vãng sanh thần chú lời vàng, chơn ngôn quyết định bình an trong đời, cội gốc nghiệp chướng dứt rồi, đặng sanh khỏi tịnh chú thời tụng ca. Giờ bắt đầu mới vô tụng bài chú. Như vậy kinh tụng cho người sống nghĩa là kinh thương yêu những ai đã muốn đạt tới học thương yêu, thường học thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, những kẻ ấy không làm gì mà các bậc thức giả có thể chê cười, và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm: nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai xem thường tánh mạng của ai, đừng ai bị giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ thương đứa con duy nhất của mình, chúng ta hãy đem lòng từ bi và đối xử với tất cả mọi người. Lòng từ bi là nếp sống, từ bi là nếp sống cao đẹp nhất, không lạc vào tà kiến, không lạc vào tà kiến. Nếp sống từ bi là một nếp sống an lạc. Như vậy chỉ cần chúng ta có hiểu, có thương, đó là hai bài kinh mà chúng ta có thể tụng để giúp cho người sống hết khổ. Còn chúng ta hiểu được người chết họ có những nỗi oan, họ cần giải, thì chúng ta cầu nguyện cho họ. Nhưng mà siêu ở đây, âm ở đây cũng có nghĩa là những cái mà người ta cu mang nặng trĩu ở trong lòng, chưa có cơ hội giải bày. Hôm nay chúng ta hãy nhẹ nhàng, chúng ta hãy nhẹ nhàng mượn những phương tiện để chúng ta giải khổ cho họ bằng cách này hay cách khác. Bao gồm ví dụ ha, mình muốn mời người ta ăn cơm mà không dám mời thẳng, sợ bị người ta nói, cái mình đứng lên mình nói: dạ xin mời tất cả mọi người vô ăn cơm. Trước khi mình muốn mời người đó, mình mời vô trước, mời bà năm, bà bảy, bà tám, bà chín, bà mười, lát mình mới vô cái người mình muốn mời. Nghĩa là mình muốn cứu họ nhưng chưa dám cứu thẳng, thì chúng ta phải đi một vòng và tới họ. Đó là cái phương tiện khéo léo để cứu những người khổ đau. Chỉ cần chúng ta có tình thương
là chúng ta sẽ có phương pháp để cứu khổ cho người mình thương. Hiểu được rồi thì thương mới dễ. Thương càng sâu, hiểu càng sâu, thương càng rộng. Hiểu càng rộng, thương càng sâu. Được như thế thì quả thật âm siêu dương tới. Xin chúc đại chúng mùa Vu Lan. Mùa Vu Lan này, đại chúng nhớ có ba điều mình có thể làm. Một là tự giác, nghĩa là tự xin lỗi khi mình nhận ra lỗi mình, hay xin người khác chỉ lỗi cho mình. Thứ hai là chúng ta thể hiện tinh thần Vu Lan, nghĩa là tinh thần cứu khổ mang vui. Thứ ba là tinh thần giải quan vạn độ. Nhổ sạch cái gốc của họ rồi thì cứu họ không có khó. Giống như muốn cho người đó uống thuốc, trước hết phải cho họ giải độc. Giải sạch độc trong người, uống thuốc, thuốc nó đi thẳng vô trong cái chỗ mà người mình muốn chữa bệnh. Đó là phương cách trị bệnh của người xưa. Muốn trị bệnh người nào, thí dụ bệnh gan, sổ độc gan 10 tháng, sau đó cho uống thuốc gan. Thuốc gan nó đi thẳng vô trong gan nó mới chữa được. Độc nó còn đang bao vây, sổ chưa ra, thuốc vô bị cái độc dội ra hết. Cho nên không trị được ngay gan mà hao thuốc cũng như thế. Chúng ta nhổ được cái gốc khổ của người, chừng đó chúng ta cho người ta niềm vui không có khó. Quý vị muốn cho người ta nghe pháp không? Làm sao để cho người ta thấy được cái tinh thần tu của mình, chừng đó người ta nghe pháp không có khó. Mình tu còn lè phè, tu còn la rai, tu còn mà biểu ta tu là nó thôi, tu như chị tu không ham, tu như anh tu không ham. Tu sao mà để ta thấy mình mà ta ham tu đó, là mình thành công. Xin Thầy chỉ bảo cho con, bà ngoại của con đã mất trên 20 năm rồi mà lâu lâu con nằm mơ về bà, thấy toàn những chuyện xấu và những điều rất buồn. Con nghĩ bà chưa siêu thoát, con phải làm gì? Ở trong kinh Đức Phật có nói đó, nếu mà mình thấy người thân của mình mất lâu rồi mà thỉnh thoảng cứ về, mà trong giấc chiêm bao đó mình gặp cái người đó nhiều cái cảnh khổ, thì mình biết là người đó chưa siêu thoát. Và tại sao trong gia đình không ai thấy mà chỉ có mình? Vì mình có duyên với người đó, mình nói người đó mới nghe. Cho nên quý vị nên lên chùa thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về, quý vị thường xuyên trì kinh Địa Tạng hồi hướng cho người đó, có kết quả lớn lắm. Và Pháp Hòa đã kinh nghiệm nhiều ở trong cái việc này, đối với những Phật tử mà có người thân chưa siêu. Cho mình tụng kinh, nhưng mà quý vị nhớ là không phải mình tụng mà người ta siêu đâu nha. Tại sao phải tụng kinh cho người chết? Bởi vì cái người mất đó, đó họ còn nhiều cái vướng mắc, cái chấp trước, mà bây giờ mình chưa đủ lời lẽ để nói cho họ nghe. Cho nên mình mượn quyển kinh, mình tụng, tức là mình thuyết, mượn lời của Phật thuyết cho người ta nghe, để người ta phát cái tâm. Cho nên tại sao bà Thanh Đề ở dưới địa ngục mà Ngài Mục Kiền Liên cứu không được? Bởi vì Ngài Mục Kiền Liên chỉ có một mình thôi, lực không đủ. Nhưng mà chưa phải nhờ tới lực của chư Tăng, và đồng thời tâm bà phải tự phát, hết tham mới được. Quý vị tụng trong kinh Vu Lan, quý vị nhớ không? Đem cơm xuống đưa cho bà, mà bà lấy cái tay trái bà che, bà sợ quỷ khác nó ăn. Rồi bà lấy cái tay phải bà bóc. Cho nên cái tâm niệm đó là cái tâm niệm gì? Cái tâm niệm của tham. Mà tham thì nhất định sẽ phần lửa, cho nên cơm hóa lửa. Lửa đó là lửa tham. Trong kinh Vu Lan nói cái ý nghĩa đó, cái ý nghĩa là khi con người mà tham rồi là một ngọn lửa nó thiêu đốt mình. Cho dù có ăn được chén cơm đó, nhưng mà chén cơm đó ăn mà bằng cái tâm ích kỷ nhỏ nhoi thì nó hiếm hoi lắm, nó không có đủ no. Quý vị để ý, trong cái cảnh nghèo đói mà mình có một miếng bánh mà chia nhau coi, mặc dù đói hết, không ai no hết á, nhưng mà rất là vui, tại vì thấy được cái tình với nhau lúc đó mà không có gì trở ngại. Đến khi no đủ rồi mà giành giật với nhau lại có chiến tranh, tại vì lúc đó cái tâm tham đó, nó là một cái ngọn lửa. Ở đây có ai coi phim Tây Du Ký chưa? Quý vị có nhớ cái đoạn mà ông trưởng lão hòa thượng vì mê cái y của Ngài Huyền Trang
mà biểu đệ tử đốt nhà thiêu sống thầy trò Huyền Trang đó để mà chiếm cái ý đó, nhớ cái đoạn đó không? Thì cái đoạn đó ý nói muốn nói cái gì? Cái y đó lẽ ra là cái y nhu hòa nhẫn nhục, mà mình không thấy được cái y đó, mà mình chỉ thấy được cái giá trị vật chất của cái y là bằng gấm, bằng lụa, bằng vàng gì đó, cho nên mình muốn chiếm hữu. Cho nên cuối cùng ông hòa thượng đó đó, ông tham cho nên ông phải kết giao với lại yêu quái. Mà yêu quái là tượng trưng cho cái gì? Cái xấu. Một khi tâm tham mà khởi lên là mình kết bạn với cái xấu. Cuối cùng ông hòa thượng chết bằng cái gì? Chết bằng một cái ngọn lửa nó, cái cây đó nó ngã xuống, nó đốt ông chết. Thì cái ý nghĩa trong cái đoạn phim Tây Du Ký đó là để nói lên rằng người tu đến bậc trưởng lão chưa giải quyết được cái tham thì cũng còn khổ đau mà nó đốt mình như thường. Cho nên cái người thân của mình khi họ xả bỏ được cái tâm chấp trước phiền não thì tự họ siêu. Cho nên chữ siêu là vậy. Không phải mình tụng mà người ta siêu, mà chính lời khai thị của mình làm cho người ta nhẹ nhàng mà người ta siêu. Cho nên đó, nếu mà ai mà bị ma nhập đó, không có thầy bùa thầy pháp nào nhốt họ được đâu. Bởi vì chẳng qua là cái nội công của mình hơn họ, mình nhốt họ. Nhưng mà ở trong cái bình đó nó hận thù, nó tiếp tục nó ngay. Đem vô trong chùa không có giải gì hết đó. Khuyên thôi. Thôi bây giờ á, quý vị đã mất rồi, quý vị đừng có theo cái người này nữa. Cái xác của người ta mình mượn đâu có dùng được cái gì đâu. Họ chấp nhận, họ buông xả, tự họ siêu, người đó khỏe, họ không theo. Giống như hai bên mà hận thù với nhau, trừ khi nào tâm họ xả bỏ cho nhau thì họ mới không kiếm chuyện với nhau nữa. Không thôi là họ bằng mặt mà không bằng lòng, rồi mai mửa họ kiếm nhau nữa. Cho nên không sao đâu, tụng kinh đi, mượn kinh Địa Tạng về tụng. Pháp Hòa kể cho quý vị nghe, cái này là chuyện có thật. Ở bên Canada, Pháp Hòa có một cái gia đình đó, thì cái cô này mẹ cũng mất, cô tụng Địa Tạng. Tụng xong 49 ngày kinh Địa Tạng thì một đêm nọ cô nằm chiêm bao, cô nghe tiếng của một người đàn bà. Cô ơi cô giúp giùm tôi với, tôi tên đó đó, đọc nguyên cái tên ra. Cô giật mình, cô mới nói ủa, mình đâu có quen ai tên này mà bây giờ người ta nhờ mình. Thôi kệ đi, mình tụng thời kinh mình hồi hướng cho người đó, đâu có mất mát gì, hồi hướng cho họ. Bẵng thời gian sau thì cô nằm chiêm bao, cô lại nghe người khác kêu cứu bằng cái tên khác mà liên tục 5-7 người vậy đó. Cô cũng cứ làm, cứ cầu nguyện cho họ qua cái kinh Địa Tạng. Khi mà cô trở về Việt Nam, cô vô thăm nghĩa trang của mẹ cô đó, thì cô nhìn xung quanh cô té ngửa, thì ra những người mà cô đọc tên mấy tháng nay ở bên Canada này đó, toàn là mấy cái mộ xung quanh đó, ở bên Canada. Vì vậy những người đó, đó họ thấy được cái bà cụ này được người con độ, cho nên họ mới nhờ mình. Cho nên quý vị biết khi mình tụng kinh á, mình có cái câu cuối cùng quý vị nhớ không? Âm siêu dương thới đó. Cho nên tụng kinh á, nó có một cái lực hay vô cùng, mà tại mình chưa nhận ra cho nên không thấy. Và quý vị để ý coi, có một tôn giáo nào mà không có lễ nghi tụng niệm không? Không có. Tôn giáo nào không có. Ngoài giáo lý còn có cái phần tụng niệm. Cho nên mình phải vì người thân mình. Bây giờ quý vị thăm bệnh đó, quý vị nấu ăn cho người bệnh, thay vì trong khi quý vị nấu, quý vị nói chuyện này chuyện kia đó, quý vị đem cái tâm niệm an lành vô chú nguyện rồi đó. Cho quý vị hãy đem lên chùa, thầy thầy con mới mua cái sâu chuỗi, nhờ thầy chú nguyện giùm con đó, con mới mua cái đồ treo tượng trong xe, thầy chú nguyện giùm con. Thì quý thầy chú gì trong đó, chú thím gì trong đó. Cái chú của quý thầy là gì? Ngày hôm qua đó Pháp Hòa gặp một cái em bệnh. Em cái tâm thần em nó không có được an. Thì khi mà em gặp Pháp Hòa thì em mới quỳ xuống cho em. Pháp Hòa mới bắt cái tay của em. Thì trong khi bắt cái tay như vậy thì Pháp Hòa đem hết cái năng lượng bình an của mình truyền cho em. Thì quý vị thấy là em ngồi đó, cái em cầm cái tay Pháp Hòa, cái em cũng bắt đầu nhắm mắt lại. Em nhắm mắt lại một hồi, cái tự nhiên nó lấy cái bàn tay thứ gì, nó chồng lên cái tay Pháp Hòa. Pháp Hòa có làm gì đâu,
Nhưng mà trong khi đó mình đem cả cái tâm từ bi, cái niệm an lành của mình gửi cho nó, nó cảm nhận được, nó cảm nhận được. Chứ Pháp Hòa có buồn ngãi gì đâu. Nhưng mà cái buồn ngãi của mình mà an toàn nhất cho mình chính là cái tấm lòng từ bi, cái lòng từ bi của mình gửi cho họ. Đó, ngày hôm qua mới buổi chiều ngày hôm qua, thì khi mà em bắt tay và em Pháp Hòa với, trong cái tâm thiện của mình, mình thương nó bằng cả trái tim của mình, và mình muốn cầu nguyện cho em nó tiêu bệnh, thì nó cảm nhận được. Nó để cái tay một hồi, nó chồng cái tay thứ hai nó lên cái bàn tay Pháp Hòa. Đó, nó như vậy. Xin Thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Có một lúc con mua gạo mà có nhiều con mọt, và khi vo gạo thì làm cho mọt chết nhiều. Như vậy con có tội sát sanh không? Cái này phải hỏi mọt chứ sao hỏi. Thì kinh thưa đại chúng như thế này nè. Thật ra trong cuộc sống của mình á, mình muốn hoàn toàn không sát sanh khó lắm. Ngay cả mình đi đường, quý vị lái xe từ vừa di nhà, từ những cái tiểu bang khác tới đây buổi chiều nay, là trên đường đi chắc cũng mớ rồi đó. Những cái con mình kêu con gì? Con thiêu thân hay con bùa hóng gì đó, nó nhào vô những cánh lửa đó. Trong cuộc sống của mình mà nói là mình hoàn toàn không sát sinh thì không thể được. Nhưng mà có điều là có những cái mình làm mà mình không có hoàn toàn không khởi cái tâm ác. Bây giờ nếu như mình biết cái bao gạo đó có mọt á, lỡ vo một lần mình có cách nữa là bưng cái bao gạo đó đem để ngoài sân. Để Pháp Hòa thưa đại chúng là có một hôm đó, Pháp Hòa ghé cái nhà dưỡng lão thăm mấy bà cụ của người Á Đông mình, thì mấy cô trong bếp mới nói là tụi con phát hiện là gạo tụi con mua hơi nhiều rồi, nó nóng quá là nó xanh mọt. Không qua mới nói thôi bây giờ đó đem ra ngoài bỏ thì tiếc, bị gì con mọt mà đối với mình thì đâu có cái gì đâu mà ăn không được. Đem ra để ngoài sân cắt miệng bao đi, rồi nó có cái không gian đó, rồi nó bò ra. Thì cứ từ từ để vậy cái là nó bò sạch hết trơn nó đi. Nhưng mà có những cái gì mình làm được thì mình làm, còn có những cái mình làm không được thì mình đành chịu. Cũng giống như Pháp Hòa nói, nếu mà một lúc nào đó người ta phát hiện là có một số gà vịt ở trong một cái farm đó, nó đang chứa những cái chất độc trong người nó, mà người con người ăn vô là con người chết, thì chính phủ phải ra lệnh là đem hết cái gà vịt của cái farm đó giết hết. Mình đâu có chủ trương là giết để mà mình vui sướng gì, nhưng mà vì cứu vãn một cái tình thế nào đó thì mình buộc lòng phải hy sinh, mình phải buộc lòng có lỗi với những cái con vật khác. Thì trong cuộc sống thì chúng ta hoàn toàn không có tự chủ được cái gì mà gọi là 100%. Thôi thì cứ nhớ là cái gì mà chúng ta làm không khởi bằng cái tâm niệm ác xấu của mình thì có đó tạm được. Cũng giống như bây giờ quý vị ở cái quốc độ này nè, quý vị đâu có muốn đi làm ở cái chỗ đó đâu, nhưng mà vì cuộc sống thì mình đâu có tự chủ được, thì phải chấp nhận thôi. Nhưng mà mình biết là mình làm vì cuộc sống và mình cố gắng, mình đừng có dính vào đó. Bởi vì một người khổ rồi mà thêm mình nữa cái ca hai, thấy không? Cho nên mình tự mình phải ý thức cái điều đó thôi. Là Phật tử ăn cơm rượu có được không? Ăn mà có xỉn không? Không xỉn thì không sao, ăn cho tiêu cơm. Có một Phật tử gửi thư hỏi vậy nè: thầy ơi, bây giờ giới thứ năm không cho uống rượu mà con uống bia được không? Không cho đánh bài mà lâu lâu con đánh được không? Lâu lâu đánh mà đánh từ sáng tới chiều, đánh cho sạch túi là cái đó mệt lắm. Thật sự ra cái giới thứ năm là chỉ muốn nhắc nhở chúng ta là đừng để chúng ta đi tới cái nghiện ngập. Do đó nếu vậy con chơi mà con không nghiền, không có phải đâu, mình chưa phải là thánh. Thấy không? Cứ một điếu, lâu ngày nó liều một đám. Liều một đám là làm một điếu đó. Cứ mình cứ làm một điếu riết rồi nó liều một đám đó. Cho nên không có tập cho nghiền. Đừng có, Đức Phật dạy đó, đạo lực chưa thâm là không được thử.
Chứ cái gì mình biết nó là xấu đừng dính vô. Tại vì dính vô là được mà mở ra thì khó. Thấy không? Cho mình nhớ vậy đó. Một giọt nước mà tích hoài thì nó cũng sẽ đầy lên. Chơi một ván bài rồi sẽ có ngày mình dính nó nhiều hơn nữa. Cho nên cẩn thận vậy thôi. Và quý vị nhớ mình tu, mình giữ được giới nào là lợi cho mình, lợi cho gia đình, xã hội, chứ không phải lợi cho Phật. Kính bạch thầy, con có một thắc mắc. Vì con có nghe một vị thầy nói rằng cúng giỗ cho một người nữ thì phải sụt lại 2 ngày, nghĩa là cúng trước 2 ngày, có phải như vậy không thưa thầy? Cái này là hoàn toàn no idea. Bây giờ cúng giỗ mà sụt 2 ngày, cúng cho một người nữ sụt 2 ngày thì thôi, bây giờ hôm nào mấy cô lên chùa đó, Pháp Hòa sẽ nói cô là người nữ, thôi nhớ ăn sau 2 ngày nghe không? Được không? Chịu không? Không có chuyện đó được. Pháp Hòa nói cái câu này rồi đại chúng thấy nè. Biểu thấy mà tắt đèn lấy gì thấy ta? Chữ Nho có câu như thế này: âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái lý của cõi âm và cõi dương nó không có hai, nhưng mà về cái mặt đối xử với âm dương nó có khác. Mặc dù cái lý là không sai, cho nên cúng giỗ cũng giống như mình tưởng nhớ cái người đó thôi. Sinh nhật thì muốn ăn đúng ngày, mà cúng giỗ sụt làm sao? Chứ không có chuyện đó. Mà lời này lần đầu tiên Pháp Hòa nghe đó. Nhưng mà xin thưa với đại chúng là những cái, Pháp Hòa không có dám nói tới ai, nhưng mà những cái hình thức như vậy đó, chúng ta gọi là tà kiến. Cúng giỗ nó không nằm trong giáo lý của đạo Phật, nó là phong tục, tập quán, văn hóa của người Á Đông. Người Á Đông quan niệm không có quan trọng ngày sống, mà phải quan trọng và nhớ nghĩ đến ngày mất. Cho nên hồi xưa người Á Đông không có sinh nhật. Bây giờ mình qua đây mình mới hấp thụ phương Tây là mình ăn sinh nhật, chứ ngày xưa không có ăn sinh nhật, chỉ có ăn giỗ thôi. Ăn giỗ thôi, không ăn sinh nhật. Nhưng mà tại sao mình cúng giỗ? Bởi vì luôn luôn chúng ta muốn nuôi dưỡng con cháu, không bao giờ quên ông bà tổ tiên nguồn cội. Cho nên chúng ta cúng không phải là ông bà nào về ăn, mình không biết, mình không thấy. Nhưng mà nó nói lên rằng cái cúng này nó sẽ nuôi dưỡng được thế hệ này tới thế hệ khác, nguồn cội không mất. Nuôi cái đó đó, dưỡng cái đó. Và đặc biệt là đạo Phật đi đến quốc độ nào thì cũng không bao giờ chống bán lại với những cái truyền thống của đất nước đó, mà ngược lại biết hòa nhập và làm cho cái văn hóa, cái truyền thống nó giàu có hơn. Thí dụ như hồi xưa mình cúng giỗ mình đâu có tụng kinh, thắp nhang khấn thôi. Hôm nay ngày mấy tháng mấy, chúng con là gia đình thứ mấy đó, nhớ dỗ của ba, ngày ba mất, chúng con có chút ít hương hoa lễ phẩm, cơm canh bánh trái, mời ba về hưởng dụng chứng tấm lòng hiếu thảo của cháu con, rồi rót trà xong nó lại bốn lại. Bây giờ đạo Phật hòa nhập vô cái đạo Phật, thêm chút nữa tụng thời kinh. Ảnh đâu có chịu tụng kinh, nhưng mà ảnh nghe nó cúng dỗ tụng kinh cho có phước, cái ảnh tụng cái phước ông bà mà phước luôn của ảnh. Chơi cái người mà họ mất á, mình mời thầy tới tụng kinh, tụng cho người đó siêu, nhưng mà đồng thời làm siêu luôn cả người thân còn sống. Chữ siêu là gì? Siêu cái phiền não, siêu cái chấp trước, siêu cái khổ đau. Mà một khi siêu phiền não, siêu chấp trước, siêu khổ đau thì người đó có an không? An, cho nên gọi là cầu an. Cho nên an với siêu là một chuyện, là một chứ không có hai.
Và Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị gửi giấy lên nhờ thầy tụng cầu an, mà thầy lỡ thầy tụng cầu siêu, ngồi ở dưới giận ông thầy á. Giận là bất an, mà bất an là trật cái nghĩa của xin cầu an. Xin cầu an mà thầy tụng trật mà mình vẫn an, mình mới thật là cầu an. Nghe siêu phiền não không có giận. Bà đó ông thầy nói, nguyện hương linh trực vãng Tây Ninh. Bà nói thầy ơi, thầy có tụng lộn không? Thường thường con nghe nó đi Tây Phương mà. Ông thầy nói có 2000 mà đồ đi Tây Phương. Cho nên là quý thưa quý vị là không có cái chuyện đó. Mà nếu mà ai đó nói với mình như thế này nè, ở nhà không được tụng kinh Địa Tạng, tại vì kinh Địa Tạng là tụng cho người âm, mà tụng như vậy là mình chiêu âm về nhà dữ lắm, không dám tụng kinh là trật. Người nào nói cái đó cho mình đó, đó là tà kiến. Mà bây giờ làm sao mình phân định tà với chánh để mình biết đây? Không học Phật sao lấy gì biết? Chứ phải học Phật mình mới biết được. Con muốn biết quy y cửa Phật nghĩa là như thế nào? Thì không biết là vị Phật tử này quy y có nghĩa là muốn đi tu phải không? Dạ thưa đại chúng, thì thường thường á, trong Phật giáo chúng ta có cái pháp gọi là pháp quy y. Thì quy y nói cho đủ á, là quy y Tam Bảo. Quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quay về nương tựa cho nên gọi là quy y. Chúng ta là những người muốn quy y, tức là muốn về nương tựa. Nhưng muốn nương tựa thì chúng ta phải có nương tựa ai? Vậy thì chúng ta là người quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, là cái pháp mà chúng ta sẽ nương tựa. Chúng ta gọi là năng quy, sở quy. Tam Bảo là sở quy, tức là cái chỗ mình nương tựa. Người đời, gia đình thì chúng ta nương tựa cha mẹ, anh em, gia đình. Riêng đối với người Phật tử thì chúng ta nương tựa Tam Bảo, tức là ba ngôi quý báu, gồm có Phật, có Pháp, có Tăng. Cho nên mình Phật tử lại Phật, lại ba lại. Ba lại là lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Phật là bậc thầy giác ngộ, Pháp là lời dạy của Phật, Tăng là đoàn thể của những người tu, gọi là Tam Bảo. Có nhiều vị sẽ nói rằng tại sao phải quy y, tại sao phải giữ giới? Thì bây giờ mình có thể ví dụ như thế này. Cũng giống như tất cả chúng ta ai cũng sống trong đời này, nhưng một người sống mà có chánh niệm, có giới luật, có thiện lành, thì người sống đó làm an lạc cho mình, an lạc cho người thân, an lạc cho xã hội. Còn có những người cũng sống, nhưng mà sống buông lung như nãy mình nói, sống không giới luật, sống không có kỷ cương, thì người đó sẽ làm khổ mình, hại người và làm hại cho xã hội. Cũng giống như người lái xe trên đường, cũng đồng là những người lái xe, nhưng người lái biết luật, người lái không có luật. Người lái không luật thì cũng lái xe, nhưng mà nguy hiểm lắm. Còn người lái mà có luật thì sẽ an lành vô cùng. Cũng như thế, quy y tức là chúng ta nguyện trở về nương tựa Tam Bảo và học hỏi những lời Phật để làm cái mẫu mực, cái thềm thang cho cuộc sống của mình. Còn mình không quy y có sao không? Cũng chẳng sao, nhưng mà cuộc sống của mình nó không có cái nơi nương tựa vậy thôi. Cho nên mình quy y cũng giống như mình trở về, mình nương tựa được với những lời dạy của Phật, cho gọi quy y Pháp. Còn quy y Tăng là quy y đoàn thể của những người tu hành, tại những vị đó là những người thay Phật hướng dẫn cho mình, chỉ mình cái đường lối cho mình tu. Cho nên người ta nói quy y Tam Bảo, tức là nương tựa về Phật Pháp Tăng. Thì khi mà chúng ta có quy y thì chúng ta sẽ có giới luật. Không có một cái gì bắt buộc, nhưng mà theo nhà Phật á, là tất cả đều từ cái sự phát nguyện của mình. Tại sao phải giữ giới? Ví dụ như tại sao phải giữ giới thứ tư? Giới thứ tư là giới ý thức về khổ đau của lời nói không có chánh niệm.
Cho nên con nguyện nói những lời có giá trị, xây dựng hiểu biết, hòa giải. Con nguyện không nói những lời có thể gây thêm đau khổ cho người. Vậy rõ ràng ý thức cái khổ đau của lời nói mà chúng ta phát nguyện, ý thức của khổ đau của giết hại, cho nên mình nguyện không giết hại. Thế thôi. Cho nên quy y nghĩa là quay về nương tựa Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Và có quy y thì tự nhiên chúng ta có cái đường lối chúng ta đi nó rõ ràng, không có làm tổn hại cho mình và cho người. Còn giới nghĩa là gì? Khi mình quy y thì mình hay giữ giới. Giới nghĩa là giúp cho mình phòng ngừa cái lỗi lầm, thì gọi là phòng phi, đình chỉ cái xấu ác, cho nên gọi là chỉ ác. Định nghĩa chữ giới gọn gàng bốn chữ: phòng phi chỉ ác. Và Pháp Hòa nói ví dụ như cái bờ sân khấu ở đây, mình đi quá cái giới hạn đó mình rớt té, mà té là đạo. Thì giới là vậy, như cái hàng rào giúp cho mình có được một cái sự lề lối, mình đi vượt cái đó cái là mình đau khổ. Bạch Thầy, thực tế bùa ngải có linh ứng và hiệu nghiệm không? Này muốn luyện bùa luyện ngải gì đây? Lần trước con nghe trên mạng thầy không được khỏe, hiện giờ thầy ra sao rồi? Dạ thưa cảm ơn. Quý vị, năm nay là năm con ngựa phải không? Con ngựa thì mình hay kêu là con mã. Thì bây giờ Pháp Hòa tạm dùng cái từ này để nói với đại chúng là Pháp Hòa coi vậy chứ tốt mã rã đám. Thì xin thưa đại chúng là ở trong nhà Phật á, không có xài bùa, không có dùng ngải. Bởi vì hễ cái gì mà bùa ngải, tức là nó có cái tính cách mê hoặc, làm cho người ta gì đó. Còn Phật giáo không có xài bùa xài ngải gì hết á. Bởi vì quý vị nhớ là Phật giáo là giáo dục cho chúng ta trở nên một con người sống có lành thiện. Cái đức nó chan hết tất cả. Thí dụ bây giờ mình có xài bùa cỡ nào, xài ngải cỡ nào rồi thì bùa ngải nó cũng hết. Mà hết bùa thì sao? Nó giống như là mình nghiện thuốc, nghiện gì ke vậy, nó hết cho mình chịu không nổi. Cho nên mình cứ phải đi theo hoài. Và cái chỗ đó là không phải cái chỗ cứu cánh rốt ráo của người Phật tử. Cho nên ai muốn xài ngải thì cứ xài. Nhưng mà hỏi là phải của đạo Phật không? Thì không phải. Đạo Phật dạy cho mình sống bằng 8 con đường chân chánh. Chánh kiến là thấy đúng. Thấy đúng là có cái thấy đúng gọi là chánh kiến. Mà người thấy đúng thì nghĩ đúng, cho gọi là chánh tư duy. Mà có chánh, có thấy đúng, nghĩ đúng thì nói đúng, cho nên gọi là chánh ngữ. Thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, hành động đúng gọi là chánh nghiệp. Siêng năng đúng là chánh tinh tấn. Cho nên cứ y theo cái bát chánh đạo đó mà tu á, thì khỏi cần xài bùa bát quái. Quý vị hay lấy cái bát quái quý vị trấn đó không? Thì nhà Phật dạy cho mình bát chánh đạo thì trấn hết tất cả. Một người mà sống có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, thì làm gì ai ghét họ được. Họ luôn luôn họ nói cái lời gì ra, họ có quán chiếu. Không phải thấy người ta làm vậy mà rồi nghi ngờ, rồi nói sai nói quấy được. Phải suy nghĩ đúng trước khi nói. Còn có nhiều khi mình biết cái việc đó sai, mình cũng siêng lắm, nhưng mà siêng đi truyền cái sai. Cho nên gọi là tà tinh tấn thay vì chánh tinh tấn. Cho nên bát quái của nhà Phật á, để trấn cục đời, trấn nhội cái xui xẻo của mình là bát chánh đạo. Thay vì mình phải đi theo càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài tám quẻ trong quẻ dịch. Nhà Phật dạy cho mình bát chánh đạo để mình tu. Mà mình có bát chánh đạo rồi thì không có lo. Không, thành tử ra trong nhà Phật không có bùa ngải. Còn nếu mình sợ bùa ngải, cứ tụng kinh niệm Phật. Cứ tụng kinh niệm Phật lâu ngày rồi, ngày nào mình cũng hành trì thì hộ pháp thiện thần gia hộ cho mình, không có gì hết. Cho nên là khỏi cần xài bùa. Mình bỏ bùa người ta, bùa với ngải thì có cái thấp cái cao. Mình bỏ bùa người ta, cái ta bỏ bùa mình lại.
Cho nên nhà Phật mình không có cần. Kính bạch thầy, cúng chuẩn tế, sự thật người chết có được hưởng phước không? Thì trước khi trả lời câu này, Pháp Hòa xin xác định là không phải là chuẩn mà là chẩn. Chẩn tế chứ không phải là chuẩn tế. Chữ chẩn này là cứu giúp. Chữ chẩn tế kêu là cứu giúp người ta đói khổ, kêu là chẩn tế. Tế này là tế lễ cúng cho người ta được no đủ. Còn cái người nghèo trong đời này mà người ta đói, mình cho người ta ăn kêu là chẩn bần. Vì ta nghèo trong hiện đời này, mình lấy tiền của cơm gạo mình cho người ta thì gọi là chẩn bần. Còn đối với người khuất mặt, mình không có bần, họ không có bần để mình cúng, biết ai bần ai gáy, nhưng mà họ khổ về tâm linh, cho nên mình tế độ cho họ bằng cách làm vượng một cái hình thức cúng này này. Bởi vì linh á, thì nó có nhiều loại, cô hồn có nhiều loại. Ví dụ như là có những người đi ghe đi thuyền người ta chết rồi không có ai cúng tế cho họ, họ trở thành một loài cô hồn đói khổ. Hay là vua chúa bây giờ hết ai thờ cúng, họ cũng trở thành đói khổ. Cho nên cô hồn là những cái hồn cô quạnh, đói khổ. Đói khổ cái giáo pháp để chuyển hóa tâm thức buồn phiền của họ. Thí dụ có những người người ta bị giết, có những người người ta bị hại, người ta oan ức, người ta cũng không siêu được, người ta lẩn quẩn, thì người đó không phải đói cái cơm mà họ đói cái tha thứ, họ đói cái bao dung. Cho nên khi mình mượn cái lễ cúng đó, mình thuyết pháp cho người ta nghe, cái lễ cúng đó nó quan trọng lắm. Tức là mình vừa thuyết pháp cho người ta mà vừa cúng tế cho người ta no đủ. Nhưng mà khi họ hưởng là hưởng bằng cái gì? Họ không ăn giống mình, mình để vô miệng mình nhai, mình nuốt thì gọi là đoàn thực. Đoàn tức là tròn. Mình ăn từng miếng tròn nhỏ nhỏ, mình nuốt kêu là đoàn thực. Nhưng mà người mất họ không có đoàn thực, họ ngửi gọi là xúc thực. Giống như hôm nào quý vị vô bếp, quý vị nấu nguyên ngày coi, nấu xong cái ra cái hỏi ăn không? Không, không ăn, no rồi. Hỏi sao no? Ngửi không no. Không, là mình xúc thực. Người chết họ đoàn thực. Rồi thí dụ như cái người mà họ chưa có quy y, họ chưa có hiểu giáo pháp, cái hồn linh, cái tâm thức, cái thần thức của họ lạc lõng, họ bơ vơ, cho nên gọi là vong linh. Còn người nào mà có quy y, có tu tập, thí dụ như bây giờ quý vị giữ năm giới đời này mà giữ chưa trọn, nhưng mà ít cũng có chút chút, cho gọi là hương linh. Tức là linh này nó có một chút hương của giới, của tu tập, cho là hương linh. Rồi người nào mà tu tới thập thiện, Bồ Tát giới hay là sai di giới, gọi là chân linh. Chân linh tức là cái linh này bây giờ nó đi vào con đường chân chánh. Còn đối với các vị thầy lớn mà thọ tỳ kheo rồi thì gọi là giác linh. Còn mình chỗ nào cũng có hết chú linh tinh. Vậy thì họ hưởng này, họ hưởng cái gì? Họ hưởng là do cái sự khai mở tâm thức của mình đối với họ. Ví dụ như bây giờ á, mình trong đời sống hiện tại đây, hay là những người đã mất á, họ chưa có buông xả. Mình nhờ cái lễ đó mình thuyết cho người ta nghe về cái vô thường, về cái buông xả, về cái thay đổi. Cho mình họ nghe như vậy đó, họ phát tâm. Họ phát tâm, họ xả bỏ những cái oán thù trong đời này cho họ hướng tại Phật. Cũng giống như mình đi khuyên một người trong xã hội vậy đó, người nào bạn thân với mình, mình biết người ta chấp trước, mình tới mình khuyên làm sao cho người đó xả bỏ những cái chấp trước. Tự nhiên họ xả rồi, cái tâm thức họ nhẹ nhàng, họ thoải mái, họ ăn được, họ ngủ ngon. Vậy đó. Cho nên chẩn tế chứ không phải là chuẩn tế. Chẩn tế tức là đem cái tâm từ bi tế độ của họ qua cái cách là thuyết cho họ, họ pháp cho họ nghe, cúng tế cho họ no đủ. Kính bạch thầy, con là một Phật tử ngộ đạo, cũng biết đi chùa hiếu thảo với cha mẹ, nhưng sao đời con luôn cứ khổ hoài. Suốt 21 năm khổ với gia đình, mà trong nhà Phật thường bảo hiếu thảo đứng đầu, làm sao để giải thoát nghiệp, xin thầy từ bi chỉ dạy. Kính thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của mình
thì Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta là hiếu. Chữ hiếu có nghĩa là chúng ta sống mà chúng ta đối tốt với nhau thì gọi là hiếu, hay chúng ta gọi là hảo. Nhưng mà mình hay nghĩ là con thì hiếu với cha mẹ. Nhưng mà nếu mình hiểu sâu á, thì cha mẹ cũng có thể hiếu với con. Bởi vì chữ hiếu có nghĩa là chúng ta đối tốt với nhau. Thí dụ như bây giờ mình làm cha mẹ mà được con cái thương chăm sóc, thì cha mẹ cũng nên thương con cái là bớt khó dễ. Rồi đôi khi mình vì thương con mà mình cũng nhịn người con rể. Đôi khi mình thương con trai mình nhịn dâu. Cuộc sống là cái cuộc sống của cái sự có nhường, có nhịn. Mình phải nhịn mình mới nhường được. Giống như bây giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa nhịn ăn, nhường phần ăn cho anh đó, thì mình phải có nhịn mới có nhường, mới có dư để nhường chứ. Thành thử ra mình nó cứ căng, thì quý vị cứ tưởng tượng một sợi dây mà hai người căng thì có ngày nó đứt. Một bên thẳng, một bên dùng. Cả hai cùng thẳng, cả hai mà thẳng sẽ cùng đứt dây. Quý vị nhớ ông Gandhi á, có một hôm ông bước lên chiếc xe lửa thì ông làm rớt một chiếc giày, thì ông mới lột cái chiếc giày còn lại ông vứt trở lại cái chỗ rớt đó. Thì người ta mới hỏi ủa tại sao ông làm như vậy, thì ông mới nói rằng nếu tôi giữ chiếc giày tôi cũng không có con chiếc tôi mang sao được, mà cái người kia lượm một chiếc giày rồi họ cũng đâu có mang được. Thôi đằng nào tôi cũng làm rớt rồi, thôi tôi giục lại luôn chiếc nữa, lỡ lượm được lượm hai chiếc mang cho nó đỡ. Thật sự cái đó là cái sống của Gandhi. Thì mình cũng vậy. Có đôi khi á, mình dành cái phần đó của mình, nhưng mà rốt cuộc cũng có phân nữa à. Cho nên bí cấp võ lâm là phải lượm nguyên cuốn. Lụm có nửa cuốn về luyện tẩu quả nhập ma chết. Cho nên xưa nay là tứ cửu âm chân kinh mà chia làm 9 phần, mà mỗi người giữ 1 phần là võ lâm sóng gió. Không, thật sự ra mình muốn trọn vẹn thì ở đây cũng vậy. Thôi thì bây giờ á, mình nghĩ rằng tất cả là cái nghiệp của mình, phải không? Đó là cái nhìn sơ cơ mới bước đầu. Bây giờ quý vị tập nhìn chút nữa đi, nhìn xa chút nữa. Dùng mình á, hồi đầu mình nhìn như vậy là mình nhìn bằng con mắt của thiên nhãn thôi. Quý vị có nhớ mình có 5 con mắt không? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, phật nhãn. Nếu mình nhìn một cái người nào đó làm khổ mình, ông là yêu tinh báo đời tôi, hay là con cái nó là yêu tinh nó báo đời tôi, thì cứ vậy hoài thì cũng chả cũng nấu ăn cho con, nhưng mà khổ lắm, tại vừa nấu vừa chửi, vừa nấu vừa phiền. Thì cái đó là cái nhìn nhục nhãn. Mà nhục nhãn là nhãn nhục, mà ăn nhiều nhãn nhục nóng lắm. Giờ mình đưa cái nhìn mình lên cao chút, thiên nhãn. Nghiệp chấp nhận trả. Giờ mình đưa cái nhìn mình xa chút nữa đi, pháp nhãn. Bây giờ không còn là nghiệp nữa mà là nguyện. Tôi mà không ở trong cái vị trí này đó, người đàn bà khác vô chịu không nổi đâu. Thôi để tôi nguyện tôi chịu đời ổng. Hay là tôi nguyện tôi chịu đời, tôi chịu cái sự khó khăn của cha của mẹ. Mình không thấy là nghiệp nữa mà mình thấy tất cả là nguyện. Mà khi mình nguyện làm rồi thì mình làm sao hết lòng và làm thoải mái hơn. Cho nên tất cả các thứ là do mình biết nhìn, đưa cái nhìn của mình nó ở cái mức độ tu tập nào thì mình sẽ nhẹ nhàng biết đó. Cho nên nếu mình nhìn bằng nhục nhãn thì mình thấy ai cũng sai hết á, không có thấy ai đúng hết á. Còn mình nhìn bằng thiên nhãn, bằng pháp nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng phật nhãn thì tự nhiên mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng và nó dễ chịu hơn. Cho bây giờ đó, mỗi một lần mà mình chăm sóc cho cha mẹ thì mình biết rằng á, nếu hiện đời thì mình thọ cái ơn sanh thành. Còn nếu mình nói về nghiệp của nhiều đời thì có thể mình là ân oán với nhau, cho nên đời này mới gặp nhau. Thì đối với mình thì mình tu tập, mình cầu nguyện. Cầu nguyện đây tức là mình tâm niệm,
Đây là những cái điều mà mình cần phải đối diện mỗi ngày, cho nên mình sẽ cố gắng mình chuyển hóa. Còn nếu mà là cha mẹ được con cái chăm sóc thì quý vị nên mừng và thấy cái phước của mình, thì đừng có khó dễ với con để cho các con phải buồn khổ vì cái sự chăm sóc của mình. Ở xứ này mà con cái chăm sóc cho mình là cả một cái khó khăn, bởi vì ai cũng có gia đình, có công ăn, việc làm, thời giờ rất là hiếm quý. Cho nên được lo cho mình thì mình cũng thấy đó là còn cái phước của mình còn lại. Cho nên phước là gì? Phước là có những điều kiện mà chúng ta nhận ra được. Có nhiều người người ta sướng mà ta đâu có biết. Sướng mà không biết thì là không có phước. Thí dụ như trong khi mình đói mà có ăn là có phước đó. Thì đừng có chê ngon dở, mà cứ chê riết là hết phước. Mà khi hết phước rồi là không có mà ăn nữa, chứ ở đó mà ngon với dở. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên phước là gì? Là cái tâm niệm khi mình biết nhận ra những điều kiện mà mình đang có. Ví dụ như quý vị vô hội trường này có cái ghế ngồi là có phước rồi, thấy không? Mà sợ là không có ghế ngồi, mình ngồi đất thì nó đau lưng, thí dụ vậy đó. Trong khi mình lạnh mà có được một cái áo, dù nó không hết lạnh nhưng mà nó làm cho mình đỡ lạnh là phước rồi. Cho nên phước là gì? Là cái điều kiện mà chúng ta biết nhận ra. Vậy thôi, chứ còn bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ xăng nó mắc, nhưng mà cũng có phước còn xăng để đổ, để mà xài xe. Chứ sợ nhiều khi có tiền mà không có xăng cho mình dùng nữa là khổ nữa. Cho nên cái vấn đề, cái phước là chúng ta có biết nhận ra là mình là người có phước không? Nếu biết nhận ra là người có phước thì phải ráng tu phước thêm nữa. Trời cứ quán đi. Còn phước để lo cho cha mẹ. Có nhiều khi có những người, người ta muốn có cha mẹ để chăm sóc mà cha mẹ quá vãng sớm quá. Cũng giống như trường hợp là Pháp Hòa, ông bà ngoại Pháp Hòa mất hồi ông bà ngoại Pháp Hòa còn rất trẻ, chỉ mới có 50 mấy tuổi thôi. Thì bây giờ thỉnh thoảng Pháp Hòa cũng nghe mẹ Pháp Hòa nói hồi đó mình nghèo, không có tiền lo thuốc men cho cha mẹ, thì cha mẹ mình mất. Bây giờ mình qua đây rồi, mình cũng có chút ít, mình muốn giúp đỡ cho cha mẹ, tiền thuốc men cũng không được cơ hội, phải không? Thành thử ra cái đó là do mình quán chiếu. Rồi giờ ngược lại cha mẹ quán chiếu nè, hàng trăm hàng ngàn những cha mẹ khác không được con cái chăm sóc, tôi cũng còn chút phước con cái chăm sóc cho mình, thôi tôi nó cho gì tôi vui mừng cái đấy, phải không? Tiếng Anh nó nói là nếu mình mong mỏi những gì mà không được thì hãy vui lòng với những gì mình đang có. Như vậy thì mình sẽ thoải mái hơn, và từ đó cái phước mình nó dài hơn. Chứ còn mình mà không biết nhận ra cái phước thì cứ la rầy, cứ bực bội thì cái phước mình nó mau hết. Cũng giống như là mình có một tô nước nè, cầm đi mà cẩn thận thì tô nước sẽ an lành không có đổ. Mà cầm tô nước mà vừa đi vừa múa vừa nhảy thì lát cái tô nước này nó hết. Thì phước của mình nó chỉ tô này thôi. Đi chậm rãi thì phước nó còn lâu, mà đi hấp tấp thì phước nó hết. Thì qua tạm ví dụ như vậy. Cuộc sống này là một cuộc sống biết dấn thân, biết thông cảm thì nó mới làm nên cuộc sống. Người ta chăm sóc cho mình mà mình thiếu thông cảm cho người thì riết cái lâu ngày cái không ai còn thông cảm mình được nữa. Cho nên quý vị để ý cái đó. Kính thưa Thầy, cho con hỏi làm thế nào để tâm mình được an và không nóng nảy với người khác. Có một cái anh đó đó, ảnh nói với một vị thầy là ba mẹ con sanh ra vốn con nóng như vậy đó. Thì ông thầy đó, ông nói vậy là ông nói oan cho cha mẹ. Cái nóng hay cái nguội của mình á, dĩ nhiên là nó có cái chủng tử, cái hạt giống. Nhưng mà cũng do mình tưới cái hạt giống đó thường trong hàng ngày, cho nên cái nóng nảy đó mới thường khởi. Bây giờ cái người nào mà thường nóng nảy đó, thì bây giờ mình bao nhiêu lần mình nóng rồi, và mình thấy rằng mỗi một lần mình nóng, mình nói đó, sau đó rồi mình được cái gì?
Rồi bây giờ mình phải quán chiếu là những lúc mình có thể nhịn được một lần và mình đã được cái gì. Và mình sẽ thấy rõ hai cái mình nhận được. Khi mình nóng mình nói thì thường là đổ vỡ. Và sau đó mình hối hận, mình thấy mình lố bịch đủ thứ hết. Vậy mà mình vẫn không thay đổi. Tức là mình biết mà mình không làm. Cho nên có một vị thiền sư mới nói, tại sao con chó nó có Phật tánh mà nó lại chui vào cái đải lâm đó mà nó sống? Thì ông thầy trả lời là vì biết mà cố phạm. Chúng ta biết chúng ta nóng, biết không chưa đủ, cho nên ngộ đạo chưa đủ mà phải tu đạo mới chứng đạo. Còn người ngộ đạo chỉ mới thấy đạo thôi mà. Kiến đạo, ngộ đạo, phải tu đạo mới chứng đạo. Còn không thì chúng ta chỉ thấy mà chúng ta không làm. Cho nên cái đó nó không có mang lại kết quả. Mình muốn tâm mình an thì mình phải tập. Mỗi tối mình phải ngồi thiền, phải tụng kinh. Tụng kinh để làm gì? Để cho cái lời kinh đó nó giúp cho mình an định khoảng nửa tiếng đó. Lâu ngày cái tâm mình nó thấm nhuần cái tự nhiên, mình sẽ bớt nóng. Mình muốn hết nóng mà không bao giờ mình làm cái gì để mình hết nóng, mà cứ muốn không chưa được. Phải không? Không thể được. Người muốn cái này thì bắt buộc phải hy sinh cái khác. Thí dụ như bây giờ nói là tôi muốn tu thì phải bỏ bớt những cái tật lặt nhỏ nhỏ của mình. Tôi muốn có tịnh tâm, bớt nghe chuyện thị phi thì cái tâm mình nó tịnh. Còn ngày nào cũng nghe chuyện tốt xấu của người này người kia hoài thì mình tịnh đâu có nổi. Cho nên buộc lòng là phải có một pháp tu. Muốn tịnh tâm thì phải tập ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh. Quý vị cứ tụng kinh đi. Ngày nào cũng tụng thời kinh 30 phút. Ngày nào cũng tụng. Từ từ cái lời kinh đó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Ngày nào nó cũng giúp. Quý vị biết mình tụng kinh một ngày đâu có thuộc. Phải tụng riết nó mới thuộc. Trong kinh Phật nói như thế này: như khéo như mái nhà khéo lọt, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy người khéo tu, tham dục không dễ khởi. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy người không tu, não phiền sẽ mang đến. Như vậy thì mình muốn được cái này thì buộc lòng mình phải thực hiện những cái bước mà mình thực hiện, mình muốn thành tựu. Muốn làm thầy tu mà sợ cạo đầu, sợ ăn chay, sợ mặc áo thì làm sao làm thầy tu được. Biết rằng chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tại vì có tụng kinh thì kinh chữ đó nó mới rơi rớt trào trong cái tâm thức của mình, thì từ từ mình mới thấm nhuần được. Cho nên cứ tụng kinh, ngồi thiền và niệm Phật, ngày nào cũng giữ như vậy một thời gian, tâm mình nó định. Một ly nước mà cứ khuấy hoài thì làm sao nước nó định? Nước muốn yên thì phải để cho nó định. Muốn nước sôi thì phải để yên nó một hồi thì nó mới nguội. Nước dù sôi cỡ nào nhưng quý vị để nó yên một hồi thì nước sẽ nguội. Cho nên trên bàn thờ Phật có ly nước. Ly nước là tượng trưng cho cái định, cái lắng, cái trong. Cái đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Hương là tượng trưng cho giới. Người có giữ giới thì tâm sẽ an tịnh. Người có an tịnh thì trí tuệ sẽ phát. Để trên bàn thờ ba món đó có nghĩa là mình hãy để ba cái giáo pháp giới định tuệ ngay trong cuộc sống của mình, thì tự nhiên mình an định cái bàn thờ. Cho nên bàn thờ của nhà Phật không có nghĩa là làm cái bàn thờ để cho Phật phù hộ mình, mà những vật dụng trên bàn thờ đó là biểu tượng. Kể từ giờ phút này mình cũng sẽ sắp xếp giới định tuệ trong cuộc sống của mình, để cuộc sống của mình
nó an ổn hơn, giống như cái bàn thờ mà mình chuẩn bị. Đó là chưa nói hoa, chưa nói quả, nói ba thứ trước: giới, định, tuệ. Cho nên cúng Phật cúng nước lọc. Nước lọc là tượng trưng cho sự trong sạch, sự nguội lạnh, sự lắng xuống. Mình muốn an tịnh, mình muốn bớt nóng nảy thì mình phải có phương pháp làm sao cho tâm mình tịnh. Chẳng hạn như mình mỗi lần mình nóng mình hay nói bậy, mà nói bậy thì con người mình, người ta xong cái mình ốt dột, mình hối hận, mình thấy mình kỳ cục. Mình biết lần nào cũng kỳ ra cả cục, để lâu ngày ra cả ký ha, mà mình cứ kỳ cục. Rồi người ta lâu ngày rồi người ta không có muốn nói chuyện với mình, người ta không có tới gần mình, thì cái kỳ cục mình nó tăng. Người thường mà hay bị bỏ rơi là người hay bị phiền muộn. Cho nên á, quý vị chịu khó về nghe lại cái bài kinh Đức Phật dạy là kinh Tư Lượng. Nếu mà quý vị muốn nghe cái bài Pháp Hòa nói chuyện á, thì quý vị tìm cái bài gọi là quán chiếu để mà thay đổi con người mình. Nói về cái bài kinh này, Phật dạy rất là hay, làm sao để mình có thể mình chuyển hóa những cái tâm thức của mình. Hôm nay con rất vui là được gặp lại thầy. Trong thầy khỏe, con rất mừng. Con có một câu hỏi xin thầy giải đáp. Bà ngoại con năm nay đã gần 90 tuổi nhưng không thích đi chùa, không chịu niệm Phật. Xin thầy chỉ giùm con có cách nào để khuyến khích bà ngoại chịu đi chùa, ăn chay và niệm Phật. Cái này cũng phải để ý lại. Nếu bà ngoại không đi chùa, không niệm Phật, nhưng mà hàng ngày cái cách sống của bà ngoại ra làm sao? Bà ngoại có sống hiền lành, sống có mẫu mực, thì nhiều khi khỏi niệm Phật mà bà đã lành đã thiện. Có nhiều người niệm Phật nhiều mà khó chịu cũng khó chịu, đi chùa nhiều mà cũng chua à. Nhiều khi quên bỏ cái dấu vô cái đó thành chua. Thành thử ra mình đi chùa, niệm Phật, tụng kinh là tốt. Nhưng mà đôi khi mình phải nhìn lại. Nhiều khi có những người ta không đi chùa, ta không niệm Phật, nhưng mà ta dễ chịu hơn người đi chùa niệm Phật sao? Vậy mình phải để ý cái đó. Còn nếu như mình thấy rõ ràng cái nghiệp của bà, tánh tình cũng không dễ thương mà cũng không có chịu gì hết, thì đây là cái nghiệp. Nhà Phật nói đó là cái chướng. Nhiều khi mình muốn tu mà có nhiều cái chướng nó tới, nó làm mình tu không được. Phong và ví dụ như thế này: muốn tụng kinh mà mỗi lần cầm lên cuốn kinh cái bắt đầu nó ngủ gục, nó buồn ngủ, nó ngáp dữ dội đó. Mà hãy bỏ cuốn kinh xuống, cất cái áo tràng nó tỉnh. Nó lạ vậy đó. Mà coi phim Tàu hết tập này cái hỏi còn nữa không bay. Mà hãy mà vô mà tụng kinh là cứ ngồi coi còn mấy trang nữa. Phim Tàu mà coi là hỏi còn nữa không, mà tụng kinh thì hiểu chừng nào hết, chừng nào xong. Cái đó đó, cái đó gọi là cái pháp chướng. Pháp chướng tức là những cái hoàn cảnh, những cái gì đó nó đến với mình. Còn mà buồn ngủ trong khi mình tu thì gọi là hôn trầm chướng. Còn có nhiều người không có hôn trầm nhưng mà ngồi yên, vô ngồi tụng kinh bắt đầu nó ngứa mặt, ngứa mũi, tay chân nó làm sao, rồi tâm tư nó bồi hồi. Cái đó gọi là gì? Trạo cử chướng. Cho nên chướng nó có nhiều cái chi tiết. Bây giờ muốn hết những cái chướng này á, phải sám hối. Mỗi ngày thắp hương lại Phật, cầu Phật, Bồ Tát, chư vị thiện thần hộ pháp gia hộ cho con tiêu trừ nghiệp chướng, pháp chướng và tất cả các chướng. Có nhiều người không gì hết mà hãy chuẩn bị vô chùa tu một ngày là bắt đầu bệnh, nhức đầu, sổ mũi, về nhà hết, bệnh chướng. Cho nên chướng nó có nhiều thứ lắm á. Rồi có nhiều người vô chùa muốn tu, muốn làm công quả, hay là ở nhà cũng vậy. Nhưng mà vô trong chùa xong rồi là hết giận người này tới giận người kia, có đó là phiền não chướng.
Cho nên mình nhiều chướng lắm, chứ không phải một đâu. Mà không có người nào thành tựu một cái gì mà dễ dàng hết. Nhưng mà chúng ta là người học Phật á, chúng ta không có vì những cái chướng mà chúng ta dừng bước. Xin thưa đại chúng á, là hồi nãy trước khi ra đây á, tự nhiên Pháp Hòa nó đau từ ở cái phía sau lưng, mà nó đau hết cả cái người, mà giống như ai mà lấy cây mà làm mình khó chịu lắm. Mấy vị Phật tử nói, thầy có sao không? Pháp Hòa nói, giờ rồi sao? Má lỡ lấy tiền rồi phải đi hát chứ. Pháp Hòa mới chọc quý vị, Pháp Hòa mới nói, ta nhận show rồi mà giờ, show tới giờ rồi ca sĩ đâu được bệnh. Nhưng mà nó lạ một cái điều, mà không phải đây là lần đầu, nhiều lần lắm. Ở dưới đó là bệnh lên bệnh xuống khó chịu vô cùng, mà hãy bước lên trên này ngồi rồi là bao nhiêu cái bệnh tật gì là giống như nó không còn nhớ, không còn gì hết. Nó khỏe bình thường. Quý vị biết cái đó là gì không? Cái đó là chúng ta gọi là vượt chướng. Mình biết nó là chướng, nhưng không để nó làm chủ mình. Mình phải vượt chướng. Giống như nói, con tụng kinh buồn ngủ, ráng niệm nữa nó hết buồn. Mình cứ chiều nó riết á, thì nó làm sao? Nó làm tới. Nó làm tới rồi cả đời mình tu không có tiến bộ, bị bao nhiêu cái chướng nó làm quấy mình. Cho nên thế nào gọi là ma? Ma nói tắt, nói đủ là ma ra. Người Trung Hoa người ta không nói được chữ R, cho nên ta âm là ma la. Nhưng mà đúng cái tiếng Phạn là ma ra. Ma ra nghĩa là gì? Nghĩa là cái gì nó ngăn cản mình, làm cho mình không tiến được cái bước đường đi của mình là chưa hết. Nhưng mà cái gì nó trước mặt mình dẹp được, cái đó gọi là chướng ngại. Còn nó ẩn tàng bên trong làm cho mình bực bội không tiến được là chướng nạn. Hai cái nó khác. Chướng ngại là trước mặt, thí dụ cái ghế nó cản mình, mình nói cái này nó chướng ngại quá, dọn nó qua bên. Nhưng mà bữa nay có cái người đó đi chùa không? Có người đó tôi ở nhà, thì cái người đó trở thành cái chướng nạn của mình, chứ không phải là chướng ngại nữa. Người ta vẫn đi chùa bình thường, mà tại sao mình vì người đó mình không đi được? Là cái người đó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình, cho chướng nạn của mình. Cho nên mình phải biết chướng để mình vượt chướng. Cho nên quý vị nào mà có người thân mà chưa phát tâm tu đó, thì quý vị mỗi ngày tụng kinh lại Phật hồi hướng cho người đó. Có nhiều khi cái vị đó bị một cái nghiệp. Có nhiều người á, nghe pháp nghe không được. Có nhiều người nghe nửa tiếng đồng hồ thôi mà cảm thấy nó cái gì nó dài thâm thẳm. Còn có nhiều người, người ta nghe ngày nghe đêm mà người ta nghe không có chán. Cho nên không phải là dễ đâu. Pháp Hòa định là sẽ nói cho quý vị một cái buổi là trong kinh Phật nói, có nhiều khi mình muốn tu mà có cái gì đó nó cản trở, nó làm cái đường tu mình không có tới được. Cho nên nó bỏ cái dấu huyền vô, cái nó thành tù. Không? Cho nên mình biết là tất cả trong đời này, mỗi chúng ta đều có một cái chướng của mình. Nếu chúng ta không có nghiệp, chúng ta không có sanh ở cõi này. Vì cõi này được kết tụ bằng nghiệp. Còn chư Phật, chư Bồ Tát ở cõi này là bằng cái nguyện. Các ngài nguyện, các ngài mới tới. Còn mình là do nghiệp mà có mặt. Bệnh lên, bệnh xuống. Bệnh gì không có nặng, nhưng mà cứ rề rề bệnh hoài. Muốn làm gì cũng không được. Là một dạng. Cho nên sám hối. Pháp Hòa hay ví dụ, sám hối giống như là mình ăn cơm mà có canh vậy đó. Bữa cơm nào cũng có chén canh cho dễ nuốt. Không cần biết mình tu cái gì. Mình bố, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình tu cái gì cũng vậy mà phải sám hối. Bởi vì sám, cái bất cứ muốn thăng tiến cái gì mà cái nghiệp nó cản trở rồi là thăng tiến không được. Cho nên sám hối để nó tiêu nghiệp thì đường mình đi nó mới thênh thang được. Cho người thân của mình cũng là một dạng nghiệp. Cho cố gắng hồi hướng cho bà. Không? Bên cạnh đó quán chiếu coi hàng ngày bà sống làm sao.
Mặc dù bà không có tụng kinh, bà không đi chùa, nhưng mà có thể bà có những cái hạnh sống mà mình phải học. Cái đó thì phải nói cả hai. Hết giờ rồi quý vị ơi. Toàn là mì ăn liền không. Bây giờ mình còn bao lâu nữa? Có 5 phút nữa thôi ạ. Vậy thôi, để dành lại ngày mai nha. Ngày mai qua giải đáp. Ở đây có câu hỏi này hay lắm nè. Quý vị muốn nghe không? A-di-đà Phật, xin Thầy hát cho chúng con được nghe. Này là chịu không nổi. Mô Phật. Thì thôi, trước khi chúng ta chấm dứt cái buổi tối hôm nay, thì trước hết Pháp Hòa xin rất là biết ơn quý cô chú, quý Phật tử ở đây đã tạo mọi điều kiện để cho chúng ta đủ duyên được gặp nhau trong ngày hôm nay. Và Pháp Hòa rất là vui được gặp tất cả quý vị trong buổi chiều hôm nay. Và mặc dù thời gian có ngắn, nhưng mà chúng ta đã tạo duyên và chúng ta đã đủ duyên để chúng ta gặp nhau. Và trong khi chia sẻ, nếu có gì sai sót, mong quý vị bỏ qua cho. Một lần nữa xin cầu nguyện tất cả quý bác, quý cô chú, anh chị cùng gia đình luôn luôn được an vui, tinh tiến tu học, đạo niệm tinh chuyên, sở nguyện được viên thành. Và chúng ta xin nguyện đem hết tất cả những công đức lành này, nếu chúng ta có được chút ít nào, thì xin hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều được thấm nhuần giáo pháp của Phật để chuyển hóa thân tâm của mình. A Di Đà Phật. Xin nghe quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chào quý vị, còn giờ nghe hát không? Giờ muốn nghe tân cổ hay cổ? Lâu quá không hát, giờ hát bài gì? Hả? À, quý vị muốn nghe bài gì? À, xin hát bài cho đại chúng nghe nha. Thôi quê ngoại được không? Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trong về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt, nay không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có hàng cau sai trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già, có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lụm cụm trong hành. Miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu.
Bóng hình kia còn in trong tâm nào cho đến trọn đời, tôi không thể nào phải. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cao. Trải qua mấy cuộc bề dâu, buồn cao heo trái, giường trầu heo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao để sớm tạo nên tình đồng đường nghĩa cao trầu. Nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại dần âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoài xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà.